có một gia đình người nào đó để lập gia đình để cho ba mẹ vui thôi. Ủa lập gia đình cho ba mẹ vui rồi anh rồi, có anh vui có vui không? Người mình đang cần thì người đó nghiêm túc trong vấn đề hôn nhân, nghiêm túc rồi còn gì nữa? Chưa từng gian dở mối tình nào. Chưa từng gian dở mối tình nào. Mấy mối tình rồi? Hai. Có cô nào là vợ chưa? Có rồi, ở bên nước ngoài đó, ly dị rồi. À vậy hả? Anh ly dị mấy lần? Hai lần. Con anh vợ với ai? Anh có mấy đứa con rồi? Hai đứa ở với mẹ bên Mỹ đó. Nói chung ra là mình muốn kiếm một người là trong lòng mình là số một. Số một đúng rồi. Và người đó cũng coi mình là một người nói chung là an toàn cho cuộc sống. Nhưng nếu người ta giờ có người yêu rồi nhưng mà tao đến với mình ta vẫn coi mình số một thì sao? Nói chung ra người ta có người yêu rồi thì cái chuyện ta có người yêu là cái chuyện đó là chuyện bình thường. Thí dụ giờ ta có gia đình rồi ta chia tay ly dị giống như anh nữa rồi được không? Không. Không hả? Lý do tại sao anh không thích một người như vậy? Nói chung là mình muốn là trong cái người mà mình thương á, nói chung là mình thôi, không có cái sự so sánh ở đây. Anh yêu cầu một cô gái trong trắng, trong trắng đi hả? Nó thiệt là trong trắng là sao? Là còn gái đó, còn trinh hay không thì không còn là quan trọng nữa. Tại vì nếu mà còn trinh nhưng mà không hiểu nhau, không sống được với nhau, hoặc là chưa chắc gì người còn trinh sẽ chân thật, sẽ không có lừa đảo mình. Còn mối tình cuối cùng của em á, hai người không ai nói chia tay hết, mà bị trong cái trận đại dịch Covid vừa qua, anh ấy đã muốn trong cái trận đó chứ không phải là chúng em chia tay. Ơi, chào anh. Xin mời nhà gái. Rồi, chào cô gái. Mời cô gái ngồi. Xin mời anh giới thiệu về mình. Tôi tên Việt Nam là Nguyễn Thanh Dũng. Tên ở bên nước ngoài là John Thanh Nguyễn. À, John Thanh Nguyễn. Đúng rồi. Anh nước ngoài ở đâu anh? Ở bên Mỹ. Mỹ, tiểu bang nào? Hiện tại ở Atlanta, Georgia. Công việc của anh là gì? Kinh doanh tự do. Rồi, về nước lâu chưa anh? 12 năm rồi. À, vậy là đâu có qua Mỹ nữa hả? Có chứ, cũng đi thường xuyên chứ. Nói chung ra là một vài năm thì mình đi là mình cứ đi. Nhưng mà về đây giờ mình ở đâu? Hộ khẩu thì ở ngoài Đà Nẵng á. Nhưng mà nhà thì ở Sài Gòn, ở trong chợ Đồng Hóc Môn á. Ở với ai? Một mình. Đó, lý lịch trích ngang nhà trai tôi vậy đó, nhà gái nghe chưa? Dạ nghe rồi ạ. Bây giờ mời xin mời nhà trai nghe lý lịch của nhà gái. Dạ, lời đầu tiên Hoàng Dung xin phép gửi lời chào thân ái đến quý khán giả đang có mặt tại trường quay ngày hôm nay. Toàn thể quý khán giả đang xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò qua màn ảnh nhỏ. Chào hai MC, anh Nguyễn Linh và chị Ngọc Lan xinh đẹp. Chào em. Và chào bạn nam nhà bên cạnh. Em tên họ đầy đủ của em là Chim Trần Hoàng Dung và em cầm tên Quý Hợi. Em thuộc cung Song Tử, mệnh Đại Hải Thủy. Em sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn. Công việc của em là trong lĩnh vực du lịch. Hiện nay em đã làm được khoảng 8 năm ạ. Em xin cảm ơn. Dạ. Em có điểm mạnh, điểm yếu gì em gái? Dạ, điểm mạnh của em là sống thiên về tình cảm ạ. Có tính độc lập, tự lập từ nhỏ. Coi như là mọi việc em đều quyết định. Và em làm tự chủ mọi thứ, từ công việc, từ việc gia đình, mọi thứ đều tự lập hết á. Ngoài ra em cũng là một người phụ nữ khá là năng động và hiện đại, có suy nghĩ thoáng trong mọi việc. Và em vừa có thể chăm sóc gia đình và vừa cũng có thể ra ngoài kiếm việc, kiếm tiền. Còn anh trai anh có điểm mạnh, điểm yếu gì anh? Điểm mạnh đó mình à. Mình thì kinh nhiều doanh tiền từ xưa giờ. Kiếm tiền thì anh kinh doanh về gì? Nhại lắm. Ngày ở bên Mỹ thì nói chung là mình kinh doanh đủ thứ hết. Nói chung là môn nào mình kinh doanh cũng được. Nói chung là nếu mà đưa kinh doanh vô trước mắt mình thì mình giải quyết được. Còn về Việt Nam anh kinh doanh gì? Mình đang kinh doanh gì? Bất động sản. À, bất động sản hả? Anh có muốn kinh doanh mỹ phẩm không? Tới bây giờ thời điểm này thì mình không muốn kinh doanh nữa. À vậy hả? Coi như là nó đã mệt rồi. Chỉ có muốn là có một gia đình người rồi. Nào đó để lập gia đình để cho ba mẹ vui thôi. Ủa lập gia đình cho ba mẹ vui rồi anh rồi, có anh vui không? Mình vui chứ. Không, mình đang cần mà không vui mình vui trước nha. Dạ. Bây giờ mình nói cái tiêu chí về tìm người yêu thế nào ha anh nha anh. Cái người mình đang cần thì người đó nghiêm túc trong vấn đề hôn nhân á. Nghiêm túc rồi còn gì nữa? Chưa từng gian dở mối tình nào. Chưa từng gian dở mối tình nào. Ý là chưa yêu ai luôn hả anh? Có thể yêu bình thường mà, đúng không? Nhưng quan trọng nhất là phải nghiêm túc. Thì là sao chưa hiểu lắm là nha. Sao? Khoan, để đi qua. Em chào anh. Chào bạn. Chưa yêu ai thì mới chưa gian dở. Chưa yêu ai. Vậy là anh yêu ai chưa? Có rồi. Anh mấy mối tình rồi? Hai. Có cô nào là vợ chưa? Có rồi. Ở bên nước ngoài đó, ly dị rồi. À vậy hả? Anh ly dị mấy lần? Hai lần. Con anh vợ với ai? Anh có mấy đứa con rồi? Hai đứa.
ở với mẹ bên Mỹ đó. Mà giờ anh muốn có gì, người chưa bao giờ về có người yêu hả? Nói chung là chuyện ly dị là không ai mong muốn, nhưng mà đời mà đúng không, nhiều khi nó lại như vậy thì mình phải chấp nhận vậy thôi. Nói chung ra là mình muốn kiếm một người là trong lòng mình là số 1. Đúng rồi, và người đó cũng coi mình là một người nói chung là an toàn trong cuộc sống. Nhưng nếu người ta giờ có người yêu rồi nhưng mà tao đến với mình ta vẫn coi mình số 1 thì sao? Nói chung ra người ta có người yêu rồi thì cái chuyện ta có người yêu là cái chuyện đó là chuyện bình thường. Thí dụ giờ người ta có gia đình rồi, ta chia tay ly dị giống như anh nữa rồi, được không? Không. Không hả? Lý do tại sao anh không thích một người như vậy? Nói chung là mình muốn là trong cái người mà mình thương á, nói chung là còn mình thôi, không có cái sự so sánh ở đây. Anh yêu cầu một cô gái trong trắng, trong trắng đi. Hả? Nó thiệt là trong trắng là sao? Là con gái đó. Chắc là ấy thôi. Hả? Sao em? Còn không? Còn không? Hết rồi. Hôm nay anh đi với ai? Đi với hai đứa em. À. Dạ. Em xin chào anh Quyền Linh và chị Ngọc Lan và khán giả trong trường quay ạ. Em tên là Nguyễn Văn Ngọc, là nhân viên của anh Dũng hồi xưa. Anh Dũng thì tính tình ảnh là rất là thật thà, thẳng thắn, vui vẻ và cũng rất là hòa đồng và hay hỗ trợ giúp đỡ cho người khác. Còn lĩnh vực mà ảnh kinh doanh á, thì hiện tại ảnh kinh doanh bên bất động sản, nhà nghỉ và vừa đầu mối trái cây á, là anh cũng có máy sạp ngoài đó. À vậy đó hả? Thấy nhà gái sao? Thấy nhà gái sao? Còn em nhìn thằng Jack thì chị gái cũng rất là dễ thương, thì em mong là anh chị cho nhau cơ hội tìm hiểu. Yeah. Bây giờ mình có lời khuyên nào cho anh mình không? Cứ bên đây là anh ở không mười mấy năm rồi hả? Phải không anh Dũng? Cũng có quen đó chứ. Tính mình thì rất thẳng, rất thật. Có cái gì nói thiệt cho mình biết. Mà mình đã phát hiện rồi là tật xấu mình đó là coi như là giận dai lắm. Em gái đi với ai không? Với ai cũng... Em có đi dạ, em đi cùng với lại người thân của em. À, em trai thân, với lại em dâu à. Với rồi, lại bạn rồi, dạ. À, xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Ngọc Lan, cũng như xin chào quý vị khán giả đang xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Dạ. Thời gian còn trẻ, chị cũng lo cái việc học, rồi cũng có thời gian đi học ở nước ở ngoài mấy năm, và cũng lo về công việc, nên thành ra cũng không có nhiều thời gian cho công việc tìm hiểu về cái chuyện tình cảm. Thì cũng hy vọng là cái dịp này thì không biết cái cho cái tiêu chí của anh Dũng đây thì cũng hơi đặc biệt. Thì cái vấn đề này là cái vấn đề cá nhân của mỗi người, thì thành ra là vạn sự tùy duyên, thì cái đó thì cũng tùy theo cái duyên số của mọi người thôi. Dạ, xin cảm ơn ạ. Rồi. Trời ơi, nhà gái dễ thương lắm á, rất là còn xinh luôn á. Trời ơi, trời. Thôi giờ mở rào đi. Cầm bông quá. Đó. À, lên chương trình không có gì tặng em. Anh ra một vườn hoa rất là nhiều hoa lắm. Nhưng mà tính anh thì anh chỉ chọn có một bông thôi, anh không chọn nhiều. Dạ. Yeah. Và nếu người anh chọn là cũng là một người thôi. Em hiểu ý anh. Ok. Dạ, cảm ơn anh. Thì nãy giờ sau khi mà nghe anh chia sẻ thì em cũng có một món quà ha, nhỏ nhỏ để tặng cho anh. Đó, quyển sách này đó là Tìm Bình Yên Trong Gia Đình. Hy vọng là anh sẽ tìm được cái đúng đối tượng mà anh mong muốn. Anh cảm ơn em. À, em tên Dung hả? Dạ, em tên là Hoàng Dung. À, Dung với Dũng thì chắc cũng thêm dấu ngã thôi đúng không? Nói chung ra anh thì chắc lẽ nãy em cũng nghe anh chia sẻ nhiều rồi. Nói chung là ngày xưa anh rất là đơn giản. Dạ. Nhưng mà do vấn đề cuộc sống đó, nó đẩy đưa phải không? Nó làm cho con người của mình mất tự tin nhiều, rồi bị ám ảnh nhiều quá. Anh đã về Việt Nam là 12 năm rồi, mà để kiếm một người vậy đó thì anh thật sự là 12 năm vừa rồi là nói chung là trái tim của anh nó chưa có ổn định, rồi cứ lo công việc á, nó đam mê cho công việc cũng chưa xác định được gì, chưa xác định được là nó như thế nào. Đó là nhiều khi bây giờ anh có muốn từ chối hay là em có muốn từ chối anh á, cũng chưa chắc là được. Nhiều khi duyên nợ trời định rồi, trời không khỏi đâu. Em coi hỏi anh đó. Tiêu chí chọn bạn gái của anh thì nãy giờ em cũng có nghe rồi, thì đây cũng là lần đầu tiên em nghe được cái tiêu chí đó từ một phía là người ta đã đổ vỡ trong hôn nhân. Thì em cũng biết là anh sợ cái này sợ cái kia, mỗi người sẽ có một cái duyên nợ khác nhau. Đối với em á, ngày xưa á, lúc mà em còn đi học á, thì đối với em cái chuyện đó cực kỳ quan trọng. Mình cũng là thuộc dạng người là bảo thủ đó, nhưng mà sau ngày khi mà em làm về công việc du lịch mà em thường hay đi đây đi đó, cho nên là em cũng có thay đổi cái suy nghĩ của mình một tí. Em cảm thấy là hai người thật sự yêu nhau đó mới là sự quan trọng. Còn trinh hay không thì không còn là quan trọng nữa.
Tại vì nếu mà còn trinh nhưng mà không hiểu nhau, không sống được với nhau, hoặc là chưa chắc gì người còn trinh sẽ chân thật, sẽ không có lừa đảo mình. Mỗi người có một cái quan điểm khác nhau thôi. Nhưng mà đối với em là người con gái cực kỳ bảo thủ luôn. Cho đến nay em hiện đã có 3 mối tình. Nhưng mà hầu như những mối tình nào của em đều là cách nhau một khoảng thời gian rất là lâu. Một cô là hướng dẫn viên, cô đi nhiều nơi, cô gặp rỡ rất là nhiều người. Tại sao cô lại không tìm được người kết bạn đi kết hôn? Thì thật sự luôn là tính của mình là mình vẫn còn thích vui chơi á. Lúc đó mình vẫn còn nghĩ là thời gian nó còn trẻ mà, hãy làm những cái ước mơ của mình trước đi. Đạt được ước mơ của mình rồi lập gia đình tính sau. Cho nên là em không có quan trọng hóa vấn đề đó. Em luôn cởi mở với mọi người, vui vẻ với khách trên tour. Em cảm thấy là mỗi lần trên chuyến tour thì mình sẽ có nhiều kỷ niệm hơn, và mình cảm thấy cuộc sống mình vui vẻ, nó sôi động hơn. Đến hiện nay là em vẫn chưa kết hôn là như vậy. Còn với những mối tình đã qua, em cũng là người bị tổn thương rất là nhiều. Và có những nỗi đau á, có thể bạn bè và gia đình cũng không ai biết đâu. Chỉ có mỗi mình gói ghém cho bản thân mình biết thôi. Còn mối tình cuối cùng của em á, hai người không ai nói gì chia tay hết. Mà bị trong cái trận đại dịch Covid vừa qua, anh ấy đã muốn trong cái trận đó, chứ không phải là chúng em chia tay. Với anh em coi như là bạn. Dạ. Còn vấn đề cái nhu cầu của anh đang cần, nói chung ra hiện giờ anh đã có vợ và đã có con, và cũng đã ly dị rồi, và cũng cho hết tài sản cho con cái bên Mỹ rồi. Hiện tại nhà ở bên Mỹ cũng có, nhà ở Đà Nẵng cũng có, đất nông cũng có. Vấn đề tài chính và vấn đề kinh tế mình là suốt cả cuộc đời mình và luôn cả cuộc đời con mình không cần lo vấn đề nữa. Cho nên cái mình cần ở đây là mình đã bị ám ảnh vấn đề tình cảm nó nhiều quá rồi. Cho nên là cái tiêu chí mình cần là một người, nếu mà mình coi người đó là vợ của mình và cưới hỏi, muốn ở Việt Nam cũng được, muốn qua Mỹ cũng được, ở đâu cũng được, đối với mình không quan trọng. Cái quan trọng nhất là người đó chưa từng quan hệ để mình cảm thấy được yên tâm trong cuộc sống của mình. Thôi thì tiếp tục chúng tôi xem ở trên truyền hình có ai cùng quan điểm với anh Dũng thì chúng ta liên hệ với chương trình. Chứ bây giờ thật ra khó lắm. Vậy đi ha. Theo như Dũng thì chúng ta là bạn với nhau đi. Rồi. Rồi, hai người có thể bắt tay nhau. Ok, em nhé. Xin lỗi Dũng rất nhiều, chúng tôi không thể tìm được một tờ giấy trắng như vậy. Cũng xin lỗi Dung rất là nhiều. Chúng tôi cũng chưa tìm cho Dung một nửa mảnh ghép nào đó. Chúng tôi cũng đã cố gắng kết nối nhưng không được. Yeah. Ha. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Chương trình gửi tặng bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Toshiba Việt Nam tặng mỗi bạn một lò nướng TLMC35Z, nướng tự động công suất 1500W. Xuyên nướng xoay 360 độ, điều chỉnh nhiệt độ độc lập, kính cường lực cách nhiệt 2 lớp, lò nướng TLMC35Z, thiết kế kim cương, món nướng luôn ngon. Hura là nhãn hiệu bánh bông lan từ BBK, được làm từ các nguyên liệu hoàn toàn tự nhiên, sữa thật, trứng tươi, có thể thay thế bữa ăn sáng và bữa ăn phụ mà vẫn đảm bảo chất dinh dưỡng cho một ngày dài năng động. Bánh bông lan Hura làm từ trứng. Chương trình gửi tặng các bạn một phần quà, đó là cặp mũ bảo hiểm M139 của thương hiệu Royal với kiểu dáng 3/4 đầu, đảm bảo chất lượng an toàn theo dây chuyền sản xuất hiện đại. Đặc biệt với thiết kế kính âm độc đáo, giúp các bạn an toàn hơn khi đi đường xa, giúp che nắng, chắn mưa, che khói bụi và ẩn vào trong khi không cần thiết. M139 an toàn, thời trang, tiện lợi cho tất cả mọi người. Rất tiếc là ngày hôm nay chúng ta không đồng ý hẹn hò với nhau, nhưng đừng lo, chương trình sẽ dành tặng các bạn một phần quà là gói Ruby để trải nghiệm miễn phí nhiều tính năng hấp dẫn của ứng dụng Speak Couple. Ứng dụng hẹn hò với môi trường an toàn, văn minh và thân thiện sẽ giúp các bạn độc thân tìm được một nửa của mình. Trong ứng dụng này, bạn cũng sẽ được tư vấn bởi ông Mai bà mối duyên dáng nữa nhé. Chúc anh làm ăn phát tài ha. Chúc anh gặp nhiều may mắn. Dung cũng vậy, chúc Dung sẽ gặp thật nhiều may mắn trong cuộc sống này. Chúc mỗi người sẽ tìm được một nửa mảnh ghép đúng với tiêu chí của mình. Một ngày quá nhiều cảm xúc ạ. Cũng đặc biệt đó quý vị. Nhưng mà đôi khi trong cuộc sống chúng ta bị quá nhiều cái ám ảnh đó,
nhiều cái suy nghĩ tiêu cực á, nó bị ám ảnh trong đầu mình. Chính vì thế nên Linh nghĩ rằng trong cuộc sống chúng ta nên xóa đi những cái tiêu cực và mong rằng sẽ có người nào đó để vá lành cái sự tổn thương đó. Cảm nhận như thế nào? Dạ, em cảm nhận bạn nữ bên kia có cá tính rất là mạnh mẽ chị. Em tên là Nguyễn Tiến Thành. Hiện tại em là thiết kế cho công ty Lixil Việt Nam. Quê quán của em là ở Bình Bình, Chợ Lách, Bến Tre. Hiện tại thì em đang ở Quang Trung, Gò Vấp. Em bao nhiêu tuổi? Dạ, em 29 tuổi chị. 29 tuổi? Dạ. Rồi, mời bạn gái giới thiệu. Dạ, em chào mọi người. Em chào chị Cát Tường, chào anh Nguyễn Linh và chào anh trai bên cạnh. Tên đầy đủ của em là Đoàn Thị Loan Thảo. Em 26 tuổi, em đến từ Bến Tre. Hiện tại thì em đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Nghề nghiệp của em là nhân viên phân tích giá thành. Nhân viên phân tích giá thành. Giá thành là giày, sản phẩm gì cũng phân tích luôn hay là nghiêng dạ, chuyên về cái gì? Em chỉ chuyên về giày thôi chị. À, rồi vậy là trước mắt là hai người cùng quê. Rồi, bây giờ mình giới thiệu điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của em là em đảm đang, chu đáo. Em nấu ăn ngon theo khẩu vị của người miền Nam. Em có trí nhớ rất là tốt. Còn điểm yếu của em là tại vì em nhớ rất là tốt cho nên ai mà quên cái gì thì em dễ bực bội lắm. Em cũng rất là đúng giờ cho nên là ai mà trễ hẹn với em mà không nói với em tiếng nào thì em cũng máu của em dễ dồn lên não thì em điên lắm. Trời ơi, giọng nhỏ nhẹ rồi sao nội dung nặng nề quá vậy? Bạn trai, nghe những cái ưu điểm, khuyết điểm của bạn gái thì em có cảm nhận như thế nào? Dạ, em cảm nhận bạn nữ bên kia có cá tính rất là mạnh mẽ chị. Còn em thì sao? Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em thì rất là say mê với công việc. Còn cái nhược điểm của em thì thức khuya không có được chị. Nhiều lúc đi chơi với bạn bè này kia, tới giờ đó cái là em vô là em nằm ngủ không à. Mấy giờ là em ngủ? Dạ, khoảng 10 giờ chị. Nên nhiều lúc quen với bạn nữ không hiểu được chị. Nên rất là khó chịu vấn đề đó của em. Thì tại mấy người đó em chưa yêu. Thử em yêu đi. 2-3 giờ sáng đố em buồn ngủ được á. Rồi, là tình trường của em thì sao? Em trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, em từng quen hai người. Mối tình gần nhất của em là gần 6 năm ạ. Dạ, nhưng mà yêu xa không ạ. Quen 6 năm hay là chia tay 6 năm rồi? Dạ, quen 6 năm rồi, chia tay được 3 năm rồi chị. Quen 6 năm? Dạ. Quen 6 năm sao chia tay em? Dạ, tại vì định hướng của hai người khác nhau. Một người thì muốn ở quê, còn một người thì em muốn ở trên Sài Gòn. Cho nên là không có cùng cái định hướng cho nên là chia tay. Rồi giờ đó em hỏi anh kia coi giờ anh định hướng ở đâu, hỏi luôn đi. Dạ anh định hướng anh có về quê hay ở Sài Gòn với anh? À, định hướng của anh thì lúc xưa anh cũng muốn về quê nữa em. Nhưng mà sau thời gian anh về quê thì cái công việc của anh em về dưới thì nó cũng không phù hợp em. Nên anh mới quyết định là chắc anh cũng ở lại Sài Gòn em. Được không? Dạ được. Trước giờ anh quen nhiều người chưa anh? À, anh quen hai người em. Mối tình mới của anh thì anh mới chia tay cách đây cũng khoảng 6 tháng em. Thì nói chung thì bạn đó thì nhỏ tuổi hơn anh nhiều nên cái suy nghĩ thì nó cũng hơi trẻ con. Với lại bạn đó thì cái tính cách cũng rất là ít nói. Thì anh nghĩ trong cái tình cảm gì đó thì nên chia sẻ và thấu hiểu nhau. Thường em có hay nói không? Trong tình yêu em có hay nói chuyện? Dạ em nói nhiều lắm chị. Chị có giận mới không nói thôi đúng dạ, không? Dạ đúng rồi, bình thường thì em líu lo. À vậy thì được. Rồi bây giờ em muốn tìm một người yêu như thế nào? Dạ thì bạn đó phải nói nhiều hơn anh. Nói nhiều hơn bên đây líu lo lắm dạ. Em yên tâm, chỉ có dạ. Em làm người ta giận người ta mới đến thôi. Rồi em muốn tìm người phụ nữ, ví dụ ngoại hình sao em? Dạ cao khoảng 1m55 trở lên chị. Tròn tròn xíu với lại nhìn cái khuôn mặt đó. Sao khuôn mặt? Cái khuôn mặt tròn tròn. Rồi thấy ăn sôi nước lắm nè. Nấu nồi chè sôi nước ăn hết luôn nè. Dạ. Còn bạn gái, mẫu người bạn trai của em là như thế nào? Dạ thì em cũng không có cần bạn trai, em đẹp trai lấp lánh mà em cần là chủ yếu là ở tính tình thôi chị. Dạ tính tình thì điềm đạm chút xíu chứ đừng có nhoi quá. Rồi đừng có hút thuốc, nhậu thì cũng nhậu ít ít thôi chứ đừng có nhậu tới bến rồi mới chịu về. Cô tới không em? Dạ em không có tới anh ơi. Em là nhiều lúc trong công ty mấy anh em cũng bực em lắm. Bởi vì em nhậu khoảng chừng 2 chai cái em chốt về mất tiêu rồi. Tới giờ ngủ phải về ngủ chứ. Em coi cô gái chị có tròn không nha. Em thích tròn do luôn phải không? Ồ, em chào em. Trời, đúng như yêu cầu luôn rồi. Dễ thương, bút mít ha. Mặt tròn, đẹp, có hậu. Dạ, cảm ơn anh. Nếu mà hai người mà đồng ý hẹn hò nhau đó dạ. Thì khoảng bao lâu mình có thể tiến tới hôn nhân được? Dạ, em cũng không biết nữa, tùy vào mức độ tình cảm nữa anh. Tình cảm. Em có phải là người con gái thích lãng mạn hay không?
Dạ thỉnh thoảng thì em cũng thích lãng mạn, nhưng mà bình thường thì ví dụ như dịp lễ này kia thì tặng quà em thích như vậy, còn bình thường thì cũng đừng có xến quá. Em có yêu cầu bên đàn trai gì không? Dạ thì em chỉ yêu cầu bên đàn trai là có công việc nghề nghiệp ổn định, hay là định hướng nghề nghiệp ổn định ở Sài Gòn. Rồi, nghe chưa em? Dạ nghe. Coi qua nhà trai sao? Dạ chào chị. Đâu có tuổi nãy hình dung bên đây chắc anh mập lắm hay sao, anh muốn người mà mập. Không chị, tại em thích cái mẫu người như vậy chị. Em muốn khi nào thì tiến tới hôn nhân được? Em nghĩ chắc có thể sớm nhất là trong năm nay hoặc là sang năm thôi chị. Công việc dạ. Mình đã ổn định chưa em? Dạ công việc ổn định rồi chị. Có điều gì em không có thích ở người bạn gái không? Dạ em chỉ sợ là tính cách là hay im lặng thôi chị. Trong tình cảm thì có thể bức xúc hay là khó chịu gì đó nên nói ra chia sẻ nhau thì nó sẽ hiểu nhau hơn. Nãy giờ em hình dung cô bạn gái bên này như thế nào? Dạ rất là cá tính chị. À, cao to mập ốm. Nghe em cười lên nói chắc cũng chọn. Đúng ý rồi ha, ngồi cười đi. Rồi hôm nay em đi, em có người thân đi theo không em? Dạ em đi với chị ruột với hai đứa em họ. À dạ rồi, chào chị ruột của em đâu. Dạ em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường ạ. Em chào quý khán giả. Thì theo em nhận xét về cái Thảo thì nói chung là nó lanh lợi hoạt bát lắm. Nó nói nhiều vậy thôi chứ thực ra trong bụng nó cũng không có gì đâu. Thật ra nói thì nó nghe nó nói thì em nghĩ mọi người nghĩ nó cũng hơi khó tính, nhưng mà thật ra nó cũng không phải khó tính đâu. Tại nhà nó con út rồi, ở nhà nhiều khi cũng được thương chiều cho nên là ấy vậy thôi, nhưng mà nói chung biết chăm sóc, biết quan tâm gia đình, biết nấu ăn rồi nó dạ. À, thì em thấy bạn quanh đây thì thấy cũng về ngoại hình thì nói chung là rất ok. Dạ. Còn công việc thì em thấy cũng vậy là cũng tốt, là thấy hai người thì nói chung cũng hợp nhau, thì em cũng mong sau chương trình thì hai người có cơ hội tiến tới. Dạ. Con trai đi với ai? Dạ anh đi với ba mẹ và cô chú em. Có ba mẹ nữa. Dạ. Dạ con chào. Chào hai bác. Xin chào chú Quyền Linh. Dạ chào bác. Xin chào cô Cát. Dạ chào bác. Chị thì quê ở Vĩnh Long mà thường coi cái chương trình này dữ lắm đó. Thích là Quyền Linh với Cát Tường mà hôm nay là gặp mặt rồi. Dạ. Ở Vĩnh Long về... đi lên đây luôn đó bác hả? À, dạ, đó ở Vĩnh Long lên đây luôn. À. Đi hồi 4 giờ khuya. Nói Thành là quê ở Bến Tre, vậy chứ sự thật là nội ngoại ở Vĩnh Long là nhiều. Dạ. Đó, nhưng mà vườn đất thì ở Bến Tre là... Vườn nhiều không bác? Nhiều, nhiều lắm. Nhiều khoảng nhiêu bác? À, nếu tính chung hết ở bên nội nó là gần 7 mẫu. Ồ, dữ hả? Vậy là có sầu riêng mít ổi trong cơm nhiều lắm rồi đó. Có nhiều lắm rồi. Thì có, mà tại chú Quyền Linh biết không? Hồi sáng này á, tôi kêu nó đem nhãn xuồng rồi biếu Quyền Linh với Cát Tường mà nó không chịu, nó nói gì kỳ vậy mẹ? Có nhãn xuồng không đem xuồng lên đây thì... Thành chê, Thành nói mẹ đừng làm vậy kỳ lắm, chứ tôi đã dự định rồi đó chứ. Trời ơi, thiệt thật. Dạ. Rồi thôi giờ mình vô câu chuyện ngày hôm nay bác Thành ha. Thì hiền dạ. lắm dạ. Mà cha mẹ nói gì là nghe nấy, như công chuyện nhà thì biết làm hết. Rồi bác thấy, dạ, cô, bác thấy cô này sao bác? Thấy thì hồi mới ra là thấy tướng tá giống em gái đó đó. Em gái nó cũng tròn tròn vậy đó. Chứ phần cô Cát Tường biết làm sao? Chị nghe tên Thảo là chị vừa ý bị bên nội của Thành toàn là dần tê không? À mới à, đặt tên con là dần tê không mà, chứ không có ai mà trái cái luật đó được hết. Thành ra hồi mới vô là chị thấy cô này tên Thảo là chị thấy cũng hợp rồi đó. À, thế được cưới liền thì không? Cha mẹ già rồi cũng mong mà hãy gặp rồi cũng phải cưới, để là đã dự định hết rồi. Nếu mà sau này cưới xong thì nếu mà được thì chắc mua nhà ở Sài Gòn cho Thành. Quá wow. Như bây giờ bác hỏi con luôn á, để chút hồi coi Thành này mà con thấy làm sao. Dạ. Nếu được là bác cũng định là cưới luôn đó. Dạ. Rồi cảm ơn dạ, bác, bữa nào cũng về ghé Vĩnh Long chơi nha. Thôi kéo màn lên. Cũng con của địa rồi, con địa thổ. À, chào em. Dạ em cũng có ít đồ tặng cho anh. Em không biết anh ở Bến Tre cho em mua kẹo dừa luôn. À, cảm ơn em. Dạ. Dạ anh đi làm là làm ở quận mấy hả anh? À anh làm ở quận Phú Nhuận em. Dạ. Chỗ đường Nguyễn Văn Trỗi. Dạ. Dạ. Còn em? Em thì công ty hiện tại của em thì ở Bình Dương, nhưng mà em đi xe đưa rước sáng đi chiều về. Dạ. Em vẫn ở Sài Gòn chứ em không ở Bình Dương. Em ở quận mấy?
Dạ em ở đường Phan Văn Hớn, quận 12. Thì đầu tiên cái cảm nhận của em và anh sao? Dạ thì em thấy anh cũng nhìn mặt thì cũng dễ mến, cũng điềm đạm. Dạ. Anh ít nói lắm em. Dạ, em thích vậy. Tại em nói nhiều quá, em sợ người kia cũng nói nhiều nữa thì không ai nghe. Hát bài tặng nhau lấy cảm tình vậy thôi. Dạ, anh em xin hát bài Phải Lòng Con Gái Bến Tre. Một... Bầu sáng phà rạch miêu, qua lẻo đẻo theo sao. Đôi bông trăng trên đầu, thường như áo cô dâu. Áo bầu đo cánh chiến, da bầu vàng phù sa. Mắt ngời xanh nước biển, tim bầu hồng long qua. Thì lên đây thì anh cũng cũng tính tặng em một bài, nhưng mà những bài hát á thì anh chỉ hát theo cái cảm nhận của mình thôi. Dạ. Vì con tim anh yêu em nên sẽ không cần phải nói đâu em. Ngày mai đôi ta xa nhau nhưng anh vẫn nhớ nhau, vẫn mong vẫn đợi vẫn chờ ước ao. Tình yêu tỏa sáng như những vì sao, vì anh mong có một ngày em sẽ về với anh. Dạ, em cảm ơn. Bây giờ hai người hát rồi ha, nói chuyện dạ. với gia đình rồi hết rồi, suy nghĩ lắng động, nhìn thẳng vào đối phương, nói những cái gì mà nó cảm xúc thật nhất trong lòng mình cảm nhận về đối phương như thế nào, nói một câu rồi chúng ta quyết định bấm nút hay là không. Em nhìn anh thì em thấy anh cũng dễ gần. Em cũng muốn là hai người tạo cho nhau một cơ hội để mà tìm hiểu nhau. Anh cũng vậy. Anh cười tươi quá, người ta nói hết cái anh nói ba chữ anh cũng vậy, cái anh cười. Rồi, bây giờ để tay nút bấm đi các bạn. Hy vọng được về Bến Tre ăn đám cưới có kẹo dừa. Nào, 3 tiếng đếm. Chúng ta suy nghĩ thật kỹ các bạn nha. 1 2 3 Hết thời gian. Nắm tay nhau, đã. Rồi, đây là những chiếc vé xem phim để tạo điều kiện cho các bạn có không gian lãng mạn tìm hiểu nhau kỹ hơn. Thời gian ngồi đi, thời gian làm về là em chơi với tụi nó là nhiều. Thì bây giờ có bạn gái rồi. Đó là lúc mình chưa có bạn gái chị. Bây giờ mình nói vậy, có bạn gái rồi thì mình dành thời gian cho bạn gái nhiều. Bỏ tụi nó cho ai? Thì mình cũng chia sẻ là mình chăm sóc chị. Dạ. Nếu mà được thì bao giờ em tiến tới hôn nhân được? Dạ, theo ý muốn của em là khoảng cuối năm sau ạ. Mình đã chuẩn bị gì cho hôn nhân chưa? Dạ, về tự em thì em có thể chuẩn bị được phòng 3 đám cưới. Em tên là Nguyễn Trí Quân, năm nay em 26 tuổi. Hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc tại Bình Định. Từ Bình Định vào đây luôn? Dạ. Bình Định là ở chỗ nào? Dạ, em ở cuối Bình Định gần đắp danh với Quảng Ngãi. Tam Quang đúng không? Dạ, gần Tam Quang, Bồng Sơn. Bồng Sơn? Dạ. Em đang làm công việc gì? Dạ, hiện tại thì em đang kinh doanh bên lĩnh vực văn phòng phẩm chị. Bạn từ Bình Định vào đây lâu chưa? Em mới vào lúc sáng ạ. Mới vào luôn? Dạ. Xong rồi xong mình hẹn hò, nếu được thì không được thì cũng về Bình Định đúng không? Dạ, hai ngày nữa em về. Hai ngày nữa về, dạ. Hy vọng rằng trong hai ngày đó chúng ta có cơ hội để điều kiện để gặp gỡ người mà nếu chúng ta đồng ý bấm nút. Dạ. Rồi, bây giờ mình cứ nghe bạn nữ giới thiệu cái đã. Dạ. Em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào quý vị khán giả và chào anh cùng tham gia. Em tên là Huỳnh Thị Hoàng Mai, năm nay 27 tuổi, quê em ở Bến Tre. Hiện tại em đang làm nhân viên quản lý đơn hàng về thời trang, làm ở quận nhất thành phố Hồ Chí Minh. Bạn trai ở Bình Định vậy xa quá, em có ngại không? Dạ, dự định của em là khoảng tháng 9 năm nay là em cũng vào Sài Gòn em ở chị. Nên lúc mà có đăng ký thì em cũng muốn bạn nữ của em cũng muốn làm ở gần đây. Có nghĩa là tương lai gần là mình sẽ chuyển vào trong Sài Gòn mình làm việc và sinh sống đúng không? Xa bạn rồi, ơi, tôi nói Bình Định với Sài Gòn không có xa đâu. Dạ. Nên là bạn gái mình ở Bình Định nè, mình ở Tiền Giang cũng xa đó chứ bộ. Dạ. Cuối cùng về Sài Gòn sống đó. Dạ. Đừng lo ha. Bạn gái hãy giới thiệu một chút xíu về mình đi em, điểm mạnh điểm yếu của em. Dạ. Về điểm mạnh của em thì thích quan tâm chăm sóc mọi người. Đặc biệt là em rất là chu đáo, thường là đi đâu làm việc gì thì em hay chuẩn bị hoặc là tổ chức một cái gì đó để cho mọi người cảm thấy vui vẻ, và rất là thích nấu ăn, thích thể thao và yêu thiên nhiên, đặc biệt là mưa và cây. Mời bạn nam. Dạ, ưu điểm của em thì em thích là thích chơi thể thao, em cũng một phần là thích nấu ăn mà cũng biết vài món thôi, cũng thích bơi và cũng có lãng mạn. Hai bạn đều lãng mạn, đều rất thích ngắm mưa.
Nếu trời nắng thì hai bạn sẽ không vui. Thì mình không nắng cái gì? Không nắng cũng lãng mạn vậy. Tình trường đi bạn trai. Thì em đã qua hai mối tình rồi ạ. Một mối tình thì những năm đầu của sinh viên. Mối tình thứ hai là mối tình vào những năm là em cuối đại học với cái năm đầu tiên em đi làm. Thì mối tình đó thì mối tình đối với em là sâu sắc nhất. Mấy năm? Dạ 2 năm. Tại sao chia tay? Dạ cũng một phần lúc đó thì em cũng chưa được suy nghĩ kỹ cho lắm nên nhiều khi em thiếu quyết đoán trong đó. Thế là lúc đó còn trẻ ha. Dạ. Hy vọng lần này mình sẽ quyết đoán nhiều hơn. Dạ. Bạn gái thì sao? Mình có bao nhiêu mối tình rồi em? Dạ, tính hiện tại thì em có 2 mối tình. Rồi. Mối tình thứ nhất là hồi học trò. Mối tình thứ hai là khi em mới ra trường. Kéo dài được bao lâu? Dạ được 1 năm ạ. Tại sao lại chia tay? Một phần cũng vì công việc và cảm thấy không hợp nhau ạ. Bây giờ mình mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Dạ, chín chắn, tự chủ, nói ít, làm nhiều, biết nhìn xa. Đặc biệt là thích thể thao hoặc là yêu thiên nhiên như em thì càng tốt. Ngoại hình thì em thích một người cao ráo, có thể cao từ 1m7 trở lên. Phong cách thì đơn giản thôi. Một cái list cũng rất là dài, đầy đủ ha. Bạn trai sau khi nghe xong cái tiêu chuẩn của bạn gái đưa ra thì bạn cảm nhận như thế nào? Mình thấy mình có đáp ứng được cái tiêu chí đó không? Thấy trong số các cái tiêu chí bạn nữ thì em cũng đáp ứng được rất là nhiều. Chỉ có chiều cao là em thiếu à. Dạ, không có nổi đâu, bạn cũng khá cao đấy. Rồi còn mình muốn tìm một người yêu lý tưởng như thế nào? Đầu tiên về ngoại hình thì em thích bạn gái là cao khoảng 1m55 trở lên. Da trắng và tóc dài. Da đen tóc dài được không? Thì đó là mình thích hơn, còn khi mà cái mình gặp cảm giác của mình. Rồi còn gì nữa? Còn về tính cách thì em thích bạn gái là mạnh mẽ và cá tính, cũng có xíu lãng mạn giống em. Và đặc biệt là em thích bạn gái là thích chó. Hả? Thích nuôi chó chị. Bạn gái thích chó. Có cái điều gì em không thích ở người bạn gái không? Dạ, ở bạn gái thì em không thích là thứ nhất là bạn gái nóng tính ạ. Thứ hai là còn quá ham chơi. Còn em có điều gì em không thích ở người bạn trai? Dạ, hói, hồ, bụng xệ, quá an phận. Hút thuốc thì cũng ít thôi. Và uống rượu thì có thể tự chủ được. Không hói, không hô, không bụng phệ thôi đúng không? Không hút thuốc luôn hả? Ít thôi chị. Tại vì mới mốt có gia đình thì về nhà hút thuốc có hại cho em với lại con cái á. Mình muốn sanh mấy đứa con? Dạ, hai là đẹp rồi chị. Hai là đẹp. Rồi, để chị coi các tiêu chí của em như thế nào nha. Dạ, mừng quá. Không hói, không hô, không bụng phệ. Em cao mét mấy? Dạ, em cao 1m68 chị. 1m68. Em có biết nguyên nhân tại sao mà mình tới giây phút này mình chưa tìm được bạn gái không? Cái môi trường làm việc của em thì rất là ít nữ. Cũng một phần vì em nuôi nhiều cún chó nhà chị. Nên thời gian ngồi đi, thời gian đi làm về là em chơi với tụi nó là nhiều. Rồi bây giờ có bạn gái rồi. Đó là lúc mình chưa có bạn gái chị. Bây giờ thì mình mới dạy có bạn gái rồi thì mình dành thời gian cho bạn gái nhiều. Bỏ tụi nó cho ai? Thì mình cũng chia sẻ ra mình chăm sóc chị. Dạ. Nếu mà được thì bao giờ em tiến tới hôn nhân được? Dạ, theo ý muốn của em là khoảng cuối năm sau ạ. Mình đã chuẩn bị gì cho hôn nhân chưa? Dạ, về tự em thì em có thể chuẩn bị được 1/3 đám cưới rồi ạ. Thời gian giờ tới cuối năm sau thì em cố gắng thêm ạ. Mình có lập kế hoạch cho mình sẵn hết trơn rồi đúng không? Nhưng mà em có tính vào đây làm gì chưa? Dạ, hiện tại thì cái kế hoạch của em là em cũng muốn mở cái siêu thị mini nhỏ. Wow. Có vị trí mở siêu thị mini nhỏ chưa? Dạ, dạ có, tức là không, đất đấy là cũng thuê lại của người quen. Tức là cùng thuê rồi. Dạ. Ồ, vậy tốt rồi. Chúc mừng em cố gắng kinh doanh thành công nha. Dạ. Có điều yêu cầu gì ở nhà phía nhà gái nữa không? Có mẫu người lý tưởng gì không? Em thích cái sự dễ thương của Tâm Tiết đó chị. Tâm Tiết hả? Dạ. Tâm Tiết hay Tôm Tiết? Anh lên mạng chỉ thích là Tôm Tiết thôi. Anh thích là Tôm Tiết thôi. Tôm Tiết ăn ngon lắm. Thôi được rồi. Đó là mọi ước thôi, nhưng mà vấn đề là mình gặp nhau mình sẽ cảm nhận ha. Chào em. Bên kia cũng lãng mạn, bên đây cũng lãng mạn, nhưng mà lãng mạn nhiều quá đôi khi nó mơ mộng nhiều quá cũng không tốt. Dạ không sao đâu anh, tại vì em có lãng mạn nhưng mà em cũng rất là thực tế, có thể kìm lại được. Thí dụ như em thích bạn trai bên kia lãng mạn, rồi bạn lãng mạn quá rồi một chút bay bổng với người khác thì sao? Sẽ nói chuyện lại với nhau à? Anh nghĩ rằng một người lãng mạn đỡ hai người lãng mạn, rồi nhiều khi quá nó hơi cũng hơi lãng lãng á. Em nghĩ có thể cân bằng được. Có đồng ý về bán siêu thị với anh không? Hơi hướng của em thì sau này cũng muốn làm kinh doanh, em có thể hỗ trợ được. Nhưng mà anh hỏi câu này nó cũng hơi ấy, nhưng mà phải hỏi thôi. Tại sao con gái cứ không thích là hói gì lại bụng phệ này kia, mỏi này kia là sao? Hai điểm đó thì nó không nằm trong cái đẹp, nên là mình cũng hơi chia nó ra một xíu. Em nói vậy sai. Anh thấy rằng rất nhiều người đẹp, rất nhiều người rất đẹp, rất đẹp. Lấy chồng là hói và bụng hơi phệ.
cái đó là có điểm khác bù trừ lại. Cũng chưa chắc có điểm khác bù trừ, có khi tình yêu thì sao? Thấy không? Giống như anh Quyền Linh thì có cái duyên thì sẽ có người khác thích. Anh này cũng hói đó, cũng bùng phải đó. Thôi, nghe nhắc tới Quyền Linh đi về. Hôm nay mình có đi với ai đi theo ủng hộ mình không em? Dạ có, em đi với hai người bạn thân ạ. Dạ chào bạn. Dạ chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh. Em tên là Trinh, là bạn thân với Mai. Mai là một người khá là tình cảm, sống rất là tình cảm và chân thành với tất cả mọi người. Về bạn trai ngày hôm nay, nói chung là hiền, dễ thương, cũng có định hướng về tương lai, có cái suy nghĩ cầu tiến. Thì đó là một ưu điểm mà em nghĩ là hợp với Mai. Dạ, là tốt rồi ha. Trai đi với ai? Dạ, em đi với người bạn thân của em thời cấp 3. Em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh, em chào mọi người. Em là bạn của Quân. Em có theo dõi nãy giờ, thấy bạn nữ, hai bạn có vẻ rất là hợp nhau. Bạn nữ lại rất là xinh. Thì em nghĩ là hai bạn nên cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Cảm ơn bạn. Rồi, bây giờ là mình gặp nhau để giao lưu với nhau nha, tìm hiểu nhau nha. Kéo bàn lên. Lãng mạn chưa? Dạ. Yeah. Lần đầu tiên gặp thì anh cũng có món quà tặng em. Dạ, em cảm ơn. Em thủ khui ra luôn vậy hả? Khui luôn hả? Gì vậy? Dạ, cảm ơn. Dạ, em cũng có món quà gửi tặng anh. Rồi, cảm ơn em. Dạ, một quyển sách mong anh sẽ đọc cảm nhận đó. Một người tặng hoa, một người tặng sách, hai tâm hồn đồng điệu gặp nhau. Xin mời hai bạn trò chuyện. Anh nghĩ cái ấn tượng đầu tiên nó cũng quan trọng, nên lúc mà mới gặp thì em nghĩ về thấy anh như thế nào. Em thấy có một ưu điểm là đeo kính giống em là em thích rồi. Nếu như sau này quen nhau và em muốn người chồng của em thì như thế nào? Anh ấy phải là người có trách nhiệm, có sự quan tâm đến gia đình nhiều, phải biết nhìn xa để có thể là giúp gia đình của mình phát triển như thế nào, mà hai người phải làm thật sự yêu thương nhau, đồng cam cộng khổ. Lúc nãy lúc mà nghe em nói là một người rất là chu đáo và hay chuẩn bị kỹ những mọi thứ á, rất là thích. Vì anh cũng thích là đi chơi với người yêu hay đi phượt á, nhưng mà mỗi lúc đi thì không biết chuẩn bị gì hết. Anh có thể vì một người nào đó thay đổi thói quen của mình vì người đó được không? Tất nhiên rồi, thì dạy chứ một phần cũng dạy giá đó. Mai mốt lấy nhau về thì hai bạn ai sẽ là người quản lý kinh tế? Em nghĩ cái đó tất nhiên là bạn nữ chị. Do em thì em về kinh tế thì em giữ thì không có được. Chuyện con cái mình tính như thế nào? Con thì em nghĩ càng đông càng vui, miễn sao mình có đủ khả năng lo cho con là được chị. Đúng rồi. Bây giờ cái buổi hẹn hò đầu tiên của hai bạn như thế nào? Hai bạn đều là những người lãng mạn. Em là có sự cân bằng giữa thực tế và lãng mạn, nên là không cần một gì quá cầu kỳ, lãng mạn một cách đơn giản là tốt nhất. Bản thân anh thì cũng lãng mạn ở những, tức là muốn cái tình cảm nó nhiều hơn á, thì những lúc đó mình sẽ lãng mạn những cái lên hiện đó, còn bình thường thì mình vẫn sống thực tế hơn. Bây giờ mỗi người sẽ nói một câu gì đó thật tình cảm, suy nghĩ gì người đối phương thế nào, mình mong muốn điều gì. Thì khi gặp thì cái cảm giác đầu tiên thì em cũng có thích bạn, nên sau chương trình thì này thì em có thể muốn có thời gian là hai người tìm hiểu nhau kỹ hơn. Bạn gái? Em cũng rất là vui hôm nay được gặp anh, cũng có thích. Em mong là chúng ta sẽ dành cơ hội để tìm hiểu nhau nhiều hơn, và nếu có duyên thì sẽ tiến tới xa hơn. Đặt tay vào nút bấm đi. Nó đã đến, vấn đề là cái nợ nó có hay không. Quyền quyết định là của các bạn. Một, hai, ba. Hết thời gian. Sao vậy? Đúng rồi, nắm tay nhau đây hai bạn. Không thích. Giờ ta đang trên đà giảm cân, có nghĩa là người ta bị một cái cú sốc người ta mới mập. Muốn lấy vợ chưa? Muốn thì cũng muốn, nhưng mà với điều kiện phải tìm đúng đối tượng chị. Cũng khó chịu lắm nè. Em thì cũng kỳ tính lắm á. Không có thích mập. Dạ. Này bạn đi đây với ai? Dạ em đi với mẹ. Dạ chào cô. Cô chào Quyền Linh và Cát Tường. Thay cho cô Huệ vào á, cô Thị. Được. Em tên Đặng Kim Hoàng. Đặng Kim Hoàng. Dạ. Năm nay em 35 tuổi. Làm nghề gì bạn? Dạ em làm kỹ sư điện tử và làm kỹ thuật âm thanh. Hai nghề. Rồi, Kim Hoàng 35 tuổi. Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu.
Dạ, bạn mang tên là gì? Em là Lê Thị Như Quý ạ. Em là nhân viên văn phòng. Quý năm nay bao nhiêu tuổi? 32 tuổi. 32. Trước giờ có nhiều mối tình chưa? Nhiều hơn một ạ. Nhiều hơn một? Dạ. Là hai hay là chín? Dạ thì người ta nói là những cái na ná tình yêu thì nó có nhiều, nhưng mà tình yêu thì chỉ có một. Nên em thấy là em quen nhiều hơn một người, nhưng mà không biết cái nào là tình yêu nó là bao nhiêu. Nên em không biết, em chỉ biết là nhiều hơn một thôi ạ. Không biết trả lời ghê nha. Nhưng mà như thế nào mới là một tình yêu thật sự? Một tình yêu thật sự á là một cái người mà có thể san sẻ, hiểu mình và chấp nhận chính con người mình, chứ không phải những cái điều mà bạn ấy thấy. Em thì dễ gần, thân thiện, hòa đồng. Ưu điểm thì phải do người đối diện cảm nhận, chứ bản thân mình thì không thể nói được. Em là khá là nóng tính. Khi nóng lên thì hầu như là ít tiết chế được cái cảm xúc, thì thường sẽ nói lớn hơn, nhanh hơn, khiến cho người đối diện cảm thấy là không có được vui lắm. Bạn có bao nhiêu mối tình rồi? Nếu mà mối tình thì xưa giờ chỉ có 2 mối tình. Mối tình thứ hai thì cũng gần đây, cũng khoảng 2 năm nay. Nói chung là người đó cũng ghen quá. Bạn bè, đồng nghiệp công ty em á gọi đến hay như thế nào đó, bắt đầu là cứ ghen rồi này kia, hai đứa đâm ra hay cãi nhau lắm. Bạn có thể nói về một cái mối tình nào mà bạn ấn tượng nhất? Thời gian mà em vừa mới vào lập nghiệp ở Hồ Chí Minh á, thì em có quen một đồng nghiệp trong văn phòng, làm chung lâu ngày thì nảy sinh tình cảm. Quen mối tình đó bao lâu? 5 năm ạ. 5 năm? Dạ. Tại sao chia tay? Dạ, ảnh không cưới. Vậy là trong 5 năm đó bạn có khi nào tỏ cho ý cho anh biết là bạn muốn kết hôn không? Dạ có. Nói thẳng hay nói mấp mé? Nói thẳng chị. Rồi anh trả lời sao? Tại vì bây giờ là phải lo sự nghiệp trước. Anh bao nhiêu tuổi? Dạ hơn em 2 tuổi. Hơn 2 tuổi cũng 35 rồi, còn gì nữa mà sự dạ, nghiệp đúng. Gì nữa? Chị không tin đâu, hay là anh có một người phụ nữ khác nữa? Vậy cái đó phải hỏi ảnh. Bây giờ bạn muốn tìm một người đàn ông như thế nào? Một người đàn ông có trách nhiệm và có ý định lập gia đình. Bạn mong muốn bạn gái mình phải như thế nào? Cao cũng khoảng 1m65 gì đó. Hiền, đàng hoàng, biết lo cho gia đình. Có tính toán con đường hôn nhân sắp tới chưa? Dạ em cũng có tính chứ, mình cũng lớn tuổi rồi, mình cũng phải tính cái gì đó cho gia đình chứ. Nhà bạn ở đâu? Quê em thì ở Phú Yên rồi, chứ mà giờ hiện giờ em đang sống và làm việc tại quận 12 anh. Quận 12 là nhà của mình luôn hả? Không, em ở với nhà chị. Ở nhà bà chị, ví dụ bây giờ cưới vợ thì về ở đâu? Chắc lẽ nếu mà cưới vợ thì mua nhà. Những cái gì mà bạn cho rằng tật xấu của bạn không thể bỏ được? Nhiều lúc tính em cũng còn nít lắm, với lại hay giận vu vơ. Nhưng mà lại mau quên lắm, bỏ qua như không có đau bụng. Ưu điểm cho em thì nấu ăn giỏi, với lại em chơi được nhiều nhạc cụ. Có hát được không? Hát thì chắc em cũng hát cũng dở chứ không được hay. Tại sao con trai mà thích mặc áo bông? Thì mình nghệ sĩ mà, những cái làm cái gì đó nó mang tính chất nghệ sĩ. Tôi cũng nghệ sĩ, tôi đâu có mặc áo bông. Thường thì một người phụ nữ mà quen một mối tình mà 5 năm thì rất là lâu, nhất là cái tuổi xuân của mình, thì lúc mà chia tay bạn có bị thất tình không? Khi em bị thất tình thì không biết thế nào hết, tại vì ở xa nhà cho nên hả, giải tỏa bằng cách là mua sắm, ăn uống. Và cái việc ăn uống vô độ nó khiến em chịu một cái hậu quả khá là lớn. Hậu quả gì em? Đó, tăng cân chút đó. Dạ không chút. Nhưng mà không sao, vậy dễ thương. Tăng bao nhiêu cân? Gần 20 cân ạ. Khủng hoảng nhất là bao nhiêu ký? 75 ký ạ. Rồi bây giờ là còn nhiêu ký? Dạ 63. Thôi xuống cũng được hay á hả? Rồi hy vọng giảm được bao nhiêu cân nữa? Dạ theo như bố em chắc là phải thêm 5 cân nữa. 5 cân nữa thôi, gì mất miếp cũng được rồi ha. Dạ. Anh Kiên tính nghệ sĩ lắm. Dạ. Bạn có thích nghệ sĩ không? Mọi cái em đều thích ạ. Nghệ sĩ có máu khùng lắm á. Người ta nói thường thiên tài sẽ hay khùng. Phải không? Vâng ạ. Không biết bên đây có tài không mà. Bạn không thích cái điểm nào ở người đàn ông? Đừng có quá ngớ ngẩn, với lại đừng có khoe khoang quá. Anh này nó chơi được rất là nhiều nhạc cụ, bạn có biết làm gì về nghệ thuật không? Dạ không ạ, nhưng em thích nghệ thuật. Hát một đoạn. Đồng ý không quý vị? Anh ơi có bao nhiêu? 60 năm cuộc đời. 20 năm đầu sung sướng không bao lâu. 20 năm sau sầu thương cao vợi vời. 20 năm cuối là bao. Chào chị. Chào bạn. Dạ. Ủa anh cao bao nhiêu thấy cao quá vậy? Cao 1m8 vậy. Hả? 1m8. Hèn chi tôi nhìn là thấy cao rồi. Bạn không thích cái điều gì ở người phụ nữ? Dạ thì em không thích phụ nữ như là trang điểm lè lẹt, hoặc là sao không tan chân, nhuộm tóc. Không thích rồi đó. Với lại em không thích phụ nữ mập. Ủa sao vậy bạn? Mập nhìn mướt miếp dễ thương chứ. Sao không thích?
giờ ta đang trên đà giảm cân, có nghĩa là người ta bị một cái cú sốc người ta mới mập. Muốn lấy vợ chưa? Muốn thì cũng muốn, nhưng mà với điều kiện phải tìm đúng đối tượng đó chị. Cũng khó chịu lắm nè. Em thì cũng kỳ tính lắm á. Không có thích mập. Dạ. Hôm nay bạn đến đây với ai? Dạ em đi với mẹ. Dạ chào cô. Cô chào Quyên Linh và Cát Tường. Theo như cô ở Huế vào á, cô thấy được. Bây giờ anh đó anh nói anh không thích. Dạ anh không thích phụ nữ mập. Theo như cô thấy cháu đang nói không thích là những cái là loè loẹt, rồi sơ mùng tay hoặc là mập. Mà cái điều đó là con cô là hiện tại chỉ là như vậy á. Mà theo cô nghĩ là cái đó cái để nó tự nhiên á, rồi sau đó sẽ gặp nhau rồi cái duyên là nó đến thôi. À, cô có nôn có rễ chưa cô? Ừ, nôn cô nôn lắm. Bữa cô nghe cháu nó lên chương trình á, cô bay vào à? Dạ. Cô bay từ Huế vào để xem á hả? À, để khuyến khích cháu mới vào cái hôm. Nhưng mà tại sao tôi không hiểu tại sao bạn lại không thích gọi là sơn tay móng chân? Cái đó phụ nữ người ta làm điệu mà, sơn nó đẹp mà, để sơn lên nó đẹp mà, không có gì đâu. Tại em thích đẹp mà nhẹ nhàng á, đẹp mà dịu dàng, đừng có chó ló à, được rồi. Nhưng mà gặp đi, ánh mắt sẽ quyết định tất cả. Rồi chúng ta chuẩn bị cái màn lên. Hai bạn sẽ có 2 phút để trò chuyện với nhau. 2 phút bắt đầu. Chào anh. Theo như em thấy những gì anh nói hồi nãy chắc là em không đạt được cái điểm nào rồi đúng không? Người ta nói em là có tướng phú quý đấy anh. Đó. Người ta nghệ thuật là thích màu mè với lại xinh xinh đúng không? Mà anh không thích màu mè. Anh thì anh cũng tiếp xúc quá nhiều rồi. Tiếp xúc nhiều nên ngán đúng không? Đúng là anh lại... mở nhiều nó cũng ngán. Thật là thời gian rảnh rồi anh hay làm gì? Rảnh rồi thì anh cũng hay nghe nhạc. Tại sở thích của anh là disco và rock. Disco và rock. Anh thường anh thích ban nhạc rock nào? Scorpion. Hoặc là như là... giờ tự nhiên anh quên mất. Ok, cái đó thì từ từ. Tại vì em cũng khá là thích rock. Nếu mà không có thành thì có thể mình sẽ vui vẻ đi nghe rock nè. Em cũng có một cái bạn một nhóm bạn cũng khá là thích rock. Anh rảnh tôi dẫn đi rock mía chơi. Quan niệm tình yêu của em này như thế nào? Quan niệm của em nó chỉ đơn giản thôi. Em yêu người mà em yêu, em ghét người em ghét, nhưng em sẽ không ghét người em đã từng yêu. Không biết anh với anh thì có vấn đề gì hay không? Anh chỉ mong muốn tìm người yêu người đó rất là cảm thông chia sẻ là được. Anh chỉ cần đơn giản như vậy thôi. Chung tình, cái đó chắc em có thừa đó. Nhưng mà không biết là... Anh rung trước một bóng hồng đang nổi bật ở đây đó. Chắc nổi quá em rung, chắc nổi em rung. Rung chứ còn gì nữa, nhìn không dám nhìn vô mắt người ta. Thấy người con gái bản lĩnh chưa? Quý phái bản lĩnh chưa? Em đừng có rung. Nhận xét bạn nam là người như thế nào? Sở thích và là cái quan điểm nhận xét của mỗi người thì ai cũng có cái riêng. Hơi tiếc một chút xíu là em lọt vào trong cái top mà anh không thích. Rồi bạn trai cảm nhận bạn gái thế nào? Này cũng được. Sao nhưng mà hơi mập thôi, cái gì đó. Vẫn giữ quan điểm là không thích mập. Dạ. Yeah. Không thích mập. Người ta nói hữu duyên thiên lý thì năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Anh em mình gặp nhau cũng là có duyên, hy vọng sẽ là còn có duyên gặp lại anh nữa. Mày mà không phái mập thì thua gì cũng thua chứ. Nói vậy thôi chứ. Giả bộ thôi chứ. Mặt xanh lè. Hết giờ. Bạn trai đặt tay lên nút bấm. Bấm hay không bấm, tùy quyền của hai bạn. 3 2. Một. Hết thời gian. Đó, mặc cỡ kìa. Phỏng vấn một chút, phỏng vấn cặp này một chút. Tại sao hồi nãy anh nói là anh không thích mập mà cuối cùng anh vẫn bấm chuông? Dạ thì thời gian cứ hai đứa tìm hiểu từ tính sau, có thể đó cũng khắc phục được mà. Thường phụ nữ mà khi nghe người đàn ông nói mình không có phải cái chuẩn của họ thì mình sẽ cảm thấy mình bị tổn thương, mình chạm cái lòng tự ái của mình chẳng hạn. Tại sao bạn nghe ảnh nói vậy mà cuối cùng bạn vẫn bấm? Thì em cảm thấy mỗi người đều có quan điểm riêng của mình. Còn cái việc bấm thì em chỉ nghĩ là mở cho người khác cánh cửa cũng như là mở cho bản thân mình cánh cửa. Thí dụ như bây giờ anh hồi nãy anh không có bấm, một mình bạn bấm thôi thì sao? Dạ cũng không sao à.
đón nhận người ta không đón nhận mình. Đó là mỗi người có một cái quyền riêng, và cái việc đó cũng không ảnh hưởng gì. Rất hay. Thay mặt chương trình gửi tặng các bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Tặng hai bạn một món quà, vé xem phim. Hy vọng là các bạn sẽ có thời gian tìm hiểu hơn. Và tôi tin chắc rằng một thời gian không xa, bạn Kim Hoàng sẽ thích mập. Mình nắm tay nhau một cái đi anh. Nắm tay nhau đi. Gì vậy, nắm tay phải bắt tay đâu à. Đi luôn. Hai bạn xem phim. Cảm giác bụng to không? Dạ hơi hơi. Hơi hơi. Với lại anh ấy phải có vui vẻ. Tại vì em thì ở nhà em nói chuyện vui vẻ, nói nhiều chuyện vui vẻ lắm. Đâm ra em phải thích một người phải vui vẻ. Em có với một hình mẫu lý tưởng nào không em gái? Dạ, người mẫu của em là đẹp như anh Quyền Linh là được. Chị nhưng mà trong người mẫu mà em thần tượng nhất là ba của em. Ba của tại vì em. Ba em là một người đàn ông rất là đảm đang, nghĩa là vừa đi làm mà vừa về phụ giúp gia đình nữa. Đến bây giờ ba đã 79 tuổi rồi á, mà sáng ba còn giặt đồ á, nghĩa là rửa chén nữa, tại vì thấy con cái buôn bán cực quá. Khuya là dậy, nhiều khi ngồi đó rửa chén cho nhà đó. Bây giờ anh trai. Vâng. Nãy giờ cô gái đưa ra vấn đề đó, anh cảm giác anh có được bao nhiêu phần trăm trong cái yêu cầu đó? Tức là về những cái tố chất. Đúng rồi, nãy giờ cái yêu người á. Với lại anh có biết nấu ăn không? Có chút xíu về nấu ăn không? Vâng, với cái tố chất, những cái đặc điểm mà cô ấy nêu ra thì tôi nghĩ bản thân tôi khoảng trên 70%. Trên 70%. Vâng, còn về ngoại hình thì có thể là không phù hợp với sự lựa chọn của cô. Nhưng mà tôi cũng nói với Ngọc An rằng là tức là có thể cái cây nó không được tốt, nhưng mà cái cụ nó tốt lắm. Có nghĩa là cái sản phẩm, em yên tâm là nếu mà anh là người bạn đời của em thì cái sản phẩm thứ ba, tức là sản phẩm con cái thì nó rất là ok. Vâng, tức là em cũng như trong cái thời đại công nghệ 4.0 ấy, tức là ví dụ anh mua cái điện thoại thông minh, tức là anh biết cái sử dụng cái chức năng thông minh ấy. Thì nếu em gặp anh, tức là em đang có một cái điện thoại thông minh. Cái quan trọng là em có vận dụng để sử dụng cái điện thoại thông minh đấy được hay không thôi. Vâng. Sử dụng hết chức năng của điện thoại thông minh thôi không? Vâng. Xin mời anh giới thiệu về mình. Xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Năm Thư. Dạ. Xin chào quý khán giả. Và chào bạn gái bên kia rèm. Yeah. Vâng. Tôi là, tên là Nguyễn Xuân Long. Nguyễn Xuân Long. Vâng. Bao nhiêu tuổi anh? Tôi sinh năm 1966 á. 1966? Vâng. Oh. Yeah. Vâng. Anh là quê ở đâu? Riêng trả lời quê thì xin phép anh Linh có thể là nhờ bạn gái bên kia hỗ trợ tí được không ạ? Ủa, nhờ bạn gái là sao? Tức là tôi có thể đưa ra một dữ liệu rồi nhờ bạn gái đoán xem quê tôi ở đâu. Rồi anh đưa đi anh. Vâng. Thử xem. Bạn gái hỗ trợ tôi tí được không ạ? Dạ dạ dạ. Vâng, tôi là có một cây nhà văn có viết về quê tôi một cái đoạn văn như thế này. Tức là nơi quê anh là nơi eo thắt nhất giữa hai đầu đất nước. Nơi có con sông hiền hòa thơ mộng mà những năm chiến tranh giặc Mỹ đã biến thành lưỡi dao rực đôi thân hình tổ quốc, để quê hương hai ngạ, tổ quốc hai miền. Để mẹ trông con, vợ ngóng chồng. Quê hương hai ngạ, tổ quốc hai miền. Lời hẹn ước sau 2 năm đoàn tụ đã trở thành nỗi chia cắt đằng đẵng suốt 20 năm trời. Vâng, nhờ bạn gái đoán xem quê tôi ở đâu. Dạ, có phải anh là ở Hà Nội không ạ? Gần đúng ạ, còn 600 km nữa. Cũng là Hà đúng không anh? Đi vô xíu nữa cưng, đi vô xíu nữa là... Còn 600 km nữa bạn ạ. Em cũng không có rành về miền Bắc cho lắm. Thành ra em chỉ biết Hà Nội thôi. 600 km nữa là tới Hà Nội đó. Tức là bạn đoán Hà Nội. Thì đi thêm 600 km vào phía Nam. Thì sẽ đến cái địa danh tôi đang... Quảng gì đó. Vâng, gần như vậy. Là ở Quảng Bình hả? Gần đúng rồi ạ. Vô chút xíu nữa. Vậy là... Bờ Hiền Lương là giới tuyến tạm thời. Vị tuyến 17 ngày đêm. Thôi em chịu thua rồi. Trời ơi. Vị tuyến 17 ngày đêm quá đơn giản. Ai đã tới miền quê em Quảng Trị thừa thiên. Quảng Trị. Vâng. Xin cảm ơn cho tràng vào thầy ạ. Rồi, vậy là anh bên kia làm quê ở Quảng Trị. Đúng rồi. Vậy anh thì bây giờ làm khó chút xíu á Nam Thư. Dạ, vậy bây giờ cho đàn gái bên em giới thiệu được chưa nè? Giới thiệu đi. Rồi, mời em. Xin chào quý khán giả, em xin chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào Nam Thư. Dạ. Mình tên là Võ Thị Ngọc An.
năm nay 39 tuổi. Dạ. À, mình sống sinh ra ở Hóc Môn và lớn lên cũng Hóc Môn luôn. Và hiện tại là mình buôn bán điểm tâm sáng tại nhà, cũng tại nhà luôn. À, dạ. Bán món gì em? À, em bán món bò bít tết anh. Bò bít tết hả? Dạ. Hồi nãy em không đố anh là quê em là 18 thôn Vườn Trầu. À, đúng rồi. Anh đoán ở đâu? À, như vậy dạ. Là một người ở quê Quảng Trị, một người quê ở Hóc Môn. Trời ơi, xa quá. Nhưng mà trộm vía nha, chị nhìn chị trẻ lắm luôn á, em không nghĩ là với số tuổi đó mà chị trẻ vậy luôn á, nên nãy em xưng hô em là em xin em hơi bị ốm, xin lỗi chị, nhưng mà thật sự nhìn rất rất là trẻ. À, vậy là chị mình... cũng được cái ai cũng khen chị trẻ. À, nhưng mà thật sự là trẻ thiệt. Dạ, bên đây á, dạ. Bên đây cái anh này ảnh cũng lớn tuổi hơn Linh á, dạ. Nhưng mà nhìn ảnh cũng trẻ hơn Linh đó Thư. Hả? Nhìn ảnh trẻ hơn Linh đó. Phải không? Ừ. Em được qua coi mặt không? Được. Được phải không? Một chút xíu em cứ thoải mái, đàn gái coi mặt đàn trai đi. Rồi, để qua coi. Coi đi. Dạ. Vâng, chào chị ạ. Dạ, rồi, chào anh. Vâng. Dạ, anh quê Quảng Trị hả? Dạ, em quê. Rửa là Đông Hương, mẹ em gốc Quảng Trị. À, dạ. Dạ. Mà anh ở Quảng Trị ở Khúc Mố ha? Dạ, tôi ở Vĩnh Linh ạ. À, Vĩnh Linh hả? Vâng. Mẹ em ở Cổ Lũy. À. À, vậy là Đồng Hương đó. Đồng Hương với mẹ em. Dạ. Đó, Quảng Trị gọi là về quê là nội dòng Quảng Trị liên. Mà anh ơi, hiện tại thì anh ở đâu anh? À đúng rồi, bây giờ hiện tại anh ở đâu anh? Dạ hiện tại tôi vẫn đang ở Quảng Trị. À. Vâng. Tôi Quảng Trị vào đây tìm một nửa yêu thương của mình anh hả? Vâng. Trời ơi, xa xôi quá. Mình cho tràng pháo tay cho một người ở từ rất xa thưa quý vị. Nhưng mà em hỏi nè, ví dụ đi. Vì tiếng gọi tình yêu đi, vậy mình có từ Quảng Trị, mình có vô Sài Gòn không? Có vô thành phố Hồ Chí Minh không? Thế chị Nam Thư là đối với tôi thì cái khoảng cách địa lý nó không là vấn đề gì trong, và cũng như rất nhiều bạn là trả lời câu là tôi cần một lý do để tôi vào Sài Gòn. Thế hay thôi. Quá. Cần một lý do nha chị. Rồi. Vậy là hôm nay hy vọng ta sẽ có lý do vào thành phố Hồ Chí Minh, vâng. Đặc biệt là tới Hóc Môn. Vâng. Em gái. Dạ. Cho anh biết những cái ưu khuyết điểm của em nào. Em có một cái ưu điểm là dĩ nhiên là em nấu ăn ngon. Tại vì nhà em ở quán ăn mà. À. Em nấu ăn rất là ngon, với em làm việc rất là nhanh nhẹn. Tính em thì rất thật thà, thẳng thắn, có gì nói nấy. Không với có, lại dạ. Có sao nói vậy người có ơi. Có sao nói vậy. Dạ, đâm ra là rất là thật tình. Tốt. Dạ. Còn khuyết điểm của em khuyết là gì? Khuyết điểm em là hay quên trầm trọng. Nghĩa là có khi làm việc mất tập trung lắm. Rồi với mà có tật là cũng hay dễ khóc. Dễ khóc là một. Với lại em thì hay ví dụ như là nói chuyện không có được có duyên lắm. Đâm ra là thành ra là có ít có ai quen em là mình vậy. Chắc là do cái nhiều khi mình không có nói chuyện có duyên á. Không, em đâu thấy vậy. Em thấy chị rất là dễ thương, nhẹ nhàng mà nói chuyện hết sức là ngọt ngào. Không, mình đừng nghĩ vậy. Em thấy là không sao, không có gì hết. Ở nhà ai cũng nói chị là nói chuyện không có duyên gì hết trơn á. Âm ra mày phải sửa lại cái tính đó là như vậy. Không sao, quan trọng là cái đối phương mà người ta có cảm tình với mình hay không. Bây giờ đã có cảm tình thì có duyên hay không có duyên cũng không quan trọng ha. Đúng rồi. Dạ. Bây giờ anh trai, anh hãy cho bên kia biết được ưu điểm, khuyết điểm của mình đi. Vâng. Tức là về ưu điểm mà tôi tự cảm nhận bản thân ấy là cái khả năng chịu đựng. Chịu đựng. Vâng, tôi chịu đựng tương đối tốt. Tức là về cả cái cuộc sống bên ngoài, cả kinh tế, cả tình cảm. Tức là tôi luôn luôn nhận cái phần thua thiệt cho bản thân. Và tôi có thể là nhận cái sai về mình để cho một lúc nào đó người khác hiểu cái đúng của mình. Thế là được. Vâng, đấy là cái ưu điểm của tôi. Yeah. Vâng, còn cái khuyết điểm thì tôi có hút thuốc. Vâng. Dạ. Khuyết điểm gì đó, ưu điểm đó chứ. Dạ, hút thuốc mà. À, hút thuốc hả? Vâng, hút thuốc. À, hút nhiều anh? Dạ, cũng bình thường ạ. Rồi, vâng. bớt đi. Hút dạ, nhiều quá không? Em thì cũng không có thích hút thuốc cho nhiều. Vâng. Hút chút thì được. Nhưng nếu có lý do anh có bỏ thuốc được không? Chắc là được em ạ. Chắc được. Vâng. Hả? Rồi, bạn gái. Dạ. À, bạn hãy cho biết được cái con đường tình duyên của mình nó như thế nào vậy? Dạ. Em 39 tuổi đầu chứ chưa có mảnh tình nào dắt dai anh ơi. Vậy à? Dạ. Ủa là lý do tại sao mà tới bây giờ mình chưa có một mối tình nào?
Một phần á là do từ nhỏ tới lớn á, sống ở trong nhà ít có đi ra ngoài. Dạ. Với lại một phần á là từ năm tới 35 tuổi vẫn quan niệm là không có muốn lấy chồng. À, dạ. Nghĩa là thích ở vậy với ba mẹ thôi. Dạ. Rồi sau 35 tuổi lớn lên rồi á, thì mới suy nghĩ lại là mình cần phải có một người bạn đời để sau này hữu nghị. Dạ. Tương lai. Nhưng mà dạ, trước đó tức là mình không có muốn, đúng không? Trước đó là không có muốn. Nhưng mà em nghĩ là trước đó chắc là mình phải cũng có người theo đuổi, nhưng mà mình, tại vì mình không muốn. Không, lúc đó cũng không có ai theo đuổi, tại vì cứ ru rú trong nhà không à. Cứ tại hồi xưa là chị ở trong nhà, chị không có đi làm. Dạ. Là cứ ở trong nhà, rồi hồi đó chị có mở cái tiệm thú nhúng á. Dạ. Cho em bé chơi á. Dạ. Rồi cái chiều đó là toàn những ông bố dắt bé đi chơi không, mà đâu có quen ai được. À, đó. Dạ. Là vậy, rồi có khi mẹ ra coi canh chừng thì chị ở trong nhà không à. Là dạ, tóm lại là ở trong nhà. Rồi hàng xóm không có đàn ông hết trơn hả? Qua thử coi sao, không lẽ cả hàng xóm. Em ít đi ra. Dạ, em chào anh Quyền Linh. Phải không? Trẻ ơi là trẻ luôn. Dễ thương mà. Đúng hàng rồi. Xóm có cổ đâu. Không lẽ mấy ông không có qua nhà thăm hả? Dạ, em cũng không có đi ra hàng xóm xung quanh đó, tại vì nhà em ngay mặt tiền đường anh, đâm ra là nhà nó khác nhau, em cũng không có đi qua nhà người khác nữa, đâm ra là cũng không có quen ai. Không quen ai luôn? Dạ không. Ủa sao mà em suy nghĩ cái gì mà quyết định suy nghĩ đó, không lấy chồng hả? Dạ không. Ủa em ghét đàn ông lắm hả? Dạ anh, tại vì em không muốn xa ba mẹ. Trời ơi, muốn xa đó ba mẹ. Dạ. Vậy thôi hả? Vậy thôi á. Có bao giờ em tưởng tượng em nắm tay người đàn ông chưa? Dạ chưa. Có bao giờ em coi phim thấy hai người hôn nhau chưa? Dạ có, thì coi hoài. Coi hoài lúc đó em cảm giác thế nào? Em cũng thấy cười cười mắc cỡ thôi. Dễ thương quá à. Cười cười mắc cỡ hả? Trời, tôi không nghĩ tại sao lại cuộc sống còn có người phụ nữ như thế này ta. Mấy ông đàn ông đâu hết rồi trời. À, khoảng 2 năm lại đây á, thì em có quen lại một người bạn học. Ừ. Cũng từng ngồi trên ghế trên đây. Vậy mà đó hả? Hiện tại vẫn một mình. Rồi em mới tính đi chung với bạn ấy để tìm hiểu, tại vì học 20 năm em mới gặp lại bạn ấy đó, mà bạn ấy cũng gần nhà em nữa. Vậy rồi sao? Rồi em cũng ảnh cũng dẫn em đi những cái hội mà độc thân đồ. Ừ. Cho giao lưu đó. À. Em nói chung là em chủ yếu á, em đi với bạn đó để em tìm hiểu bạn đó. À. Nhưng mà bạn ấy chỉ xem em là bạn, với lại em thấy không có hợp nhau, rồi em không có đi chung nữa. Trời ơi, tội nghiệp quá trời. Được mà rồi. Bạn ấy tới giờ vẫn không có tìm được. Yên ai. Yên tâm đi, hiện nay ở trong fan của câu lạc bộ hẹn hò rất là nhiều. Rồi em viên. Cũng có gặp lại một người bạn nữa. À. Nhưng mà em rất thích người bạn đó, mà qua vài lần tìm hiểu thì em mới biết bạn ấy là chỉ cần một người rất hoàn hảo, một người phụ nữ tinh tế, nhưng mà em không có đủ khả năng đó. Đâm ra là em cũng không có quen với bạn. Tại đó sao lại biết em không đủ khả năng đó? Biết đâu được, em cứ bật đèn xanh đi, biết đâu anh ấy sẽ thấy em đủ khả năng đó thì sao? Mình không thể nào tự đánh giá mình được. Đúng rồi. Tự nhiên mình tự đóng một cái cánh cửa của mình lại. Đúng rồi. Hãy mở lòng ra em gái. Em cũng có gợi ý, em cũng có nói, nhưng mà từ từ thấy bạn ấy không có gặp em nữa, như là cảm thấy là cảm thấy bạn ấy nó không em có gặp em. Em gợi ý sao? Em gợi ý, thí dụ với anh Linh ha. À, là thí dụ như anh, rồi ừ, anh có một thêm một người bạn nữa. À, cũng bạn gái là chơi, em nè, là em rồi, nè. Ừ, rồi chơi chung ba người với nhau rồi, như vậy. Rồi ba đứa mình rồi, chơi chung nè. Đầu tiên á thì em cảm thấy bạn ấy thích em. À, rồi nhưng mà thí dụ như đi một thời gian ăn uống tìm hiểu á, như mà lúc nào bạn ấy cũng hẹn đi chung ba người hết. À, đó, đâm ra là em không biết là bạn ấy muốn quen em qua bạn này hay muốn quen bạn này để qua em. Đó, giống như là nhưng sao rồi, cảm giác nó bùng binh dữ vậy ta? Giống như là mình không biết bạn ấy muốn quen em để giống như là dẫn người bạn đó để quen em hay là dẫn chị theo để quen em. Đúng không? Là mình không biết, nhưng thì cuối cùng á thì em thấy cái cách đối xử của bạn đó với người bạn gái đó nó hơn em. Giống như là em bị hàng nhì. Chưa chắc, có đôi khi ta ngại với em, người ta đối xử người này vậy thôi, chứ đôi khi đó em mới nói thẳng. Em nói thẳng với bạn đó như vậy, thì bạn ấy nói là bạn ấy chỉ là một người lãng mạn thôi, đừng có hiểu lầm. Đó. À, rốt cuộc là bây giờ bạn ấy vẫn chưa quen ai hết. Biết đâu có bên đây nữa anh chị. Đúng rồi. Bây giờ nói thế thì anh cũng hiểu được, bởi vì em quá rụt rè. Em chưa có mở lòng mình, em chưa có thật sự là yêu một người nào đó.
Dạ, nói chung là em chưa có biết yêu là như thế nào. Yêu là gì hết. Dạ. Anh hiểu rồi. Bây giờ em hỏi coi bên đây muốn mối tình bên đây sao coi. Ông Mai bên này quá tấn công nhà gái quá anh. Giờ em hỏi nha, sau khi anh nghe cái bạn chị gái của em bên này chia sẻ rồi đó, thì anh cảm nhận sao nè? Thứ nhất là xin cho hỏi là bạn Ngọc An nhỉ? Dạ. Ngọc An, thế đến nay là bạn có ý tưởng là muốn lấy chồng chưa? Em cũng, nếu mà không muốn lấy chồng thì em không có lên chương trình này đâu ạ. Đúng rồi. Đúng rồi. Và ví dụ như bây giờ cái điều kiện như cái duyên mà mình gặp nhau ở đây thì cái khoảng cách địa lý đấy thì bạn có ngại lấy chồng xa xứ không ạ? À, thì từ đầu em nói với anh đó là em không có muốn xa gia đình. Nếu mà anh vì em á, mà anh có thể vô đây lập nghiệp và sống gần với gia đình em được không ạ? Về cái quan điểm cuộc sống thì với cá nhân tôi thì tôi không nghĩ đâu là vấn đề quan trọng, mà quan trọng là hai bên tìm được cái vị trí, cái môi trường sống. Ví dụ thành phố Hồ Chí Minh hay Đà Nẵng hay là bất cứ gì, cái quan điểm của tôi là không nhất thiết phải quê hương. Yeah. Nhưng miễn sao ở nơi đó hai con người tìm đến một cái đồng cảm và đi đến cái chất lượng cuộc sống. Vậy là tốt rồi. Okay. Không vâng. Quan trọng chúng ta sống ở đâu. Vâng. Ở đâu chúng ta sống hạnh phúc và vâng. Có công việc ổn định vâng. Là ok. Vâng, là đúng không anh? Vâng. Anh đã trải qua mấy mối tình rồi. Nói cho bà mối bà biết kìa. Vâng, thưa anh Quỳnh Linh với chị Nam Thư. Dạ. Tôi là một người có một lập lại lập gia đình một lần rồi ạ. À, và, dạ. Và theo cái ngôn ngữ mà nghề nghiệp của tôi là tôi đã thanh lý hợp đồng lần một rồi. Dạ. Vâng. Nhưng mà và, có con chưa anh? Dạ, tôi có hai cháu rồi ạ. Hai cháu lớn vâng. Chưa? Dạ, một cháu, hai cháu đều, cháu học năm tư, mà cháu đầu thì tốt nghiệp đại học ra trường rồi ạ. Bây giờ cháu ở với ai? Cháu đầu thì bây giờ lập nghiệp ở Đà Nẵng, là đang làm một cái công ty của Mỹ ở Đà Nẵng. À, còn cháu thứ hai là đang học năm thứ tư của Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Ồ, vậy vâng. Thì giỏi, nói chung là cũng ổn định hết rồi anh ha. Vâng, dạ. cơ bản là. Rồi, vậy vâng. Là được rồi. À, chị nghe chia sẻ rồi. Ảnh dạ. Từng thanh lý hợp đồng một lần, theo như ảnh nói đúng dạ. Không anh? Vâng, em thanh lý hợp đồng lần nữa. Ảnh đã có hai con. Dạ. Và hai con của ảnh thì thực sự là lớn và trưởng thành rồi. Dạ. Và em nghĩ là nếu mà hôm nay khi mà anh ngồi ở vị trí này tham gia chương trình thì chắc chắn là hai con của anh ở nhà cũng sẽ rất ủng hộ mà đúng không? Vâng, đúng rồi. Ủng hộ. Và em nghĩ là không biết nữa là hai bạn trẻ có đi với bác hay không, với anh hay không, rồi có thể là mình sẽ chia sẻ, nhưng mà hoặc là ngồi trước TV, em nghĩ sẽ rất 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 là ủng hộ. Vâng. Nhưng khoan, em phải làm việc với nhà gái em bên đây nha. Vâng. Tại sao nhà gái em bên đây trước giờ chưa có chưa một mối tình luôn. Nào vắt vai vâng. Chưa yêu lần nào, chưa yêu lần nào biết ra làm sao, đợi em xíu. Em hỏi coi đằng gái muốn đằng trai thế nào, hình dáng ra sao. Em thì dù tuổi em thì bây giờ em cũng không có kén chọn. Em chỉ cần là người đó đừng có bụng to quá, với lại đừng có mập to quá là được rồi. Bụng to, mặt to hả? Dạ. Với lại người đó là hồi nãy thì từ đầu em đã nói là không hút thuốc, nhưng mà anh cũng có hút thuốc thì hút ít thôi thì không sao. Vâng. Rồi, nhưng mà chị An, dạ. Quan trọng nè là cái vấn đề là ảnh đã từng đó thì chuyện đó thì chị không ngại, tại chị vì không cái ngại tuổi đúng chị không? Là chị không có kén. Ừ. Miễn anh ấy tự do là được rồi. Đúng rồi. À. Sao anh có bụng là... to không? Cảm giác bụng to không? Dạ hơi hơi. Hơi hơi. Vâng. Với lại anh ấy phải có vui vẻ, tại vì em thì ở nhà em nói chuyện vui vẻ, nói nhiều chuyện vui vẻ lắm. Đâm ra em phải thích một người phải vui vẻ. Em có với một lại... hình mẫu lý tưởng nào không em gái? Dạ, người mẫu của em là đẹp như anh Quyền Linh là được. Chị nhưng mà nói chung người mẫu mà em thần tượng nhất là ba của em. Ba của tại em. Vì ba em là một người đàn ông rất là đảm đang, nghĩa là vừa đi làm mà vừa về phụ giúp gia đình nữa. Đến bây giờ ba đã 79 tuổi rồi á, mà sáng ba còn giặt đồ á, nghĩa ơi. Là rửa chén nữa, tại vì thấy con cái buôn bán cực quá. Khuya là dậy, nhiều khi ngồi đó rửa chén cho nhà đó. Bây giờ anh dạ. Trai vâng. Nãy giờ cô gái đưa ra vấn đề đó, anh cảm giác anh có được bao nhiêu phần trăm trong cái yêu cầu đó? Tức là về những cái tố chất. Đúng rồi, nãy giờ cái con yêu người cầu á, thì với lại là... anh có biết nấu ăn không? Có chút xíu bì về nấu ăn không? Vâng, với cái tố chất, những cái đặc điểm mà cô ấy nêu ra thì tôi nghĩ bản thân tôi khoảng trên 70%. Trên 70%. Vâng, còn về ngoại hình thì có thể là không phù hợp với sự lựa chọn của cô. Nhưng mà tôi cũng nói với Ngọc An rằng là tức là
có thể cái cây nó không được tốt nhưng mà cái cụ nó tốt lắm. Có nghĩa là cái sản phẩm, em yên tâm là nếu mà anh là người bạn đời của em thì cái sản phẩm thứ ba ấy, tức là sản phẩm con cái thì nó rất là ok. Và tức là em cũng như trong cái thời đại công nghệ 4.0 ấy, tức là ví dụ anh mua cái điện thoại thông minh, tức là anh biết cái sử dụng cái chức năng thông minh ấy, thì nếu em gặp anh tức là em đang có một cái điện thoại thông minh. Cái quan trọng là em có vận dụng để sử dụng cái điện thoại thông minh đấy được hay không thôi. Vâng. Sử dụng hết chức năng của điện thoại thông minh đó hay không? Vâng, vâng. Dạ cũng được. Cũng được. Sử dụng được. Em có yêu cầu gì đàn trai nữa không? À, dạ hết rồi. Hết rồi đúng không? Em chỉ đơn giản thôi. Đơn giản còn anh trai muốn cao em cũng không có quan trọng nữa. Chiều cao quan trọng đúng không? Không quan trọng. Bây giờ anh muốn một người phụ nữ cùng với anh như thế nào? Về quan điểm mà chọn một người về bản thân tôi mà đang đi tìm kiếm ấy, và do cái công việc cuộc sống mà chưa gặp được cái người nào đồng ý, cũng như cái thời gian sau cái thanh lý hợp đồng lần một đấy, tức là tôi mất 10 năm để cái gọi là để như kiểu giải quyết những cái hậu quả đằng sau cái việc thanh lý lần một đấy, thì nay những cái kia nó tạm ổn rồi và vết thương lòng cũng tạm liền sẹo rồi. Hôm nay tôi cũng cảm thấy là mình thiếu một cái gì đó mà quy luật tạo hóa cũng như bản thân tôi đang cần tìm. Thế cái người phụ nữ mà tôi tìm thì tôi chỉ mong là thứ nhất là ở nhà thì là một người phụ nữ của gia đình, ra ngoài xã hội thì một gần gần như một quý tộc ấy. Tức là quý tộc gần như một quý gọi là một quý cô ấy, tức là biết ở vận dụng ăn mặc cho nó đẹp, biết trang điểm bản thân, biết làm, biết mình là phụ nữ và phải tôn tạo được những cái gì mà bố mẹ đã sinh ra mình phụ nữ, thì mình phải biết giữ cái đẹp của bản thân. Bên đây có hết điều đó. Vâng. Về gia đình là người của gia đình rồi, anh thấy không? Vâng. Gắn bó với gia đình, biết nấu ăn rồi bán hàng ăn nữa. Vâng. Rồi sinh á thì phải nói cô này sinh đó. Vâng. Và xin phép anh Linh gái là có cái câu hỏi mà bạn gái mới hỏi tôi chưa trả lời, tức là anh có biết đi chợ không? Thì xin thưa là khi mà chưa có gia đình á, khi thân niên chưa vợ á, là tôi đã từng nuôi đi chợ nấu cơm cho, nuôi em ăn học 8 năm đại học, tức là đã từng nuôi em rồi. Và sau khi thân lý hợp đồng lần 1 thì tôi cũng mất 12 năm để đi chợ nấu cơm nuôi hai cháu học đại học. Rồi. Tức là cái tôi có cái khả năng nội trợ và có khả năng. Hiểu rồi. Bây giờ thế này. Vâng. Chúng ta bỏ qua cái chuyện hợp đồng cũ đi. Vâng. Bây giờ mình nói những cái điều mới đi ha. Vâng. Linh nghĩ rằng là anh bên đây cũng đã từng trải rồi em gái. Dạ. Thành ra anh ấy có thể có những cái kiên nhẫn, chịu đựng, có thể chia sẻ, có thể quản lý về gia đình, có thể làm tất cả mọi điều mà người đàn ông có thể làm, bởi vì họ đã qua một lần đò rồi, rất là kinh nghiệm. Còn em gái bên kia rất là mới, tinh khôi luôn, một cái người chỉ bây giờ cần tình yêu thôi, quan trọng hai người có bù đắp với nhau không thôi. Khoan nha. Sao? Tại vì chị em trước giờ chưa yêu nên em phải hết sức là cẩn trọng. Vâng. Để có thể tin tưởng giao chị em đi hay không nè, gả chị em đi hay không nè. Anh Linh nói là thôi mình sẽ dẹp bỏ qua cái hợp đồng cũ. Vâng. Nhưng mà em muốn em muốn hỏi xíu thôi. Vâng. Là sau một cái lần đó thì tất nhiên khi bước tới mình sẽ bước tới một cái hôn nhân mới đi, thì tại sao anh nói là vết thương lòng đó mới liền thôi chứ không phải là nó quên luôn rồi hả? Mình phải là dẹp bỏ tất cả chứ. Và sau đó thì sau cái thanh lý lần một thì anh đã có kinh nghiệm gì hoặc là có rút ra được cái gì để mình chuẩn bị được không? Ví dụ như là tại vì chị em á mong manh lắm, thật sự mong manh lắm. Nếu mà xíu nữa gỡ cái bức tường rào ra anh nhìn thấy chị em hết sức là mong manh. Không bước ra khỏi nhà, không biết gì cả ngoài cuộc đời ngoài kia như thế nào, va vấp như thế nào, được bảo bọc trong vòng tay cha mẹ rất là kỹ lưỡng. Thì với một cô gái như vậy thì anh nghĩ là anh sẽ như thế nào? Vâng, về phía bản thân tôi thì thứ nhất á, là có thể là ngoại hình cũng như mọi cái nó không được như những người đàn ông đã từng cô ấy gặp. Nhưng chắc chắn dù có nhỏ con so với những người đấy, nhưng mà tôi cũng có một cái độ an toàn nhất định. Dạ. Và sự an toàn khi một người phụ nữ gần bên tôi. Có nghĩa là em hãy tin rằng nếu em chọn anh thì cái sự an toàn trong cuộc sống, có thể anh là người đàn ông chú tất nhất trong cái mà em gặp. Vâng. Cảm ơn câu trả lời của anh. Vâng. Em không biết như thế nào nhưng mà riêng bản thân Nam Thư thôi. Vâng. Phụ nữ thực sự chỉ cần hai từ duy nhất khi đứng kế một người đàn ông đó cảm thấy an toàn. Ảnh
cho em binh vực tí xíu ha. Tại vì ảnh cũng là người miền Trung, cũng đồng hương với mẹ em. Em cũng là gốc Huế, người miền Trung rặt. Ba Huế, mẹ Quảng Trị thì là chắc chắn là miền Trung 100%. Em cảm nhận được cái sự chân thành, một cái sự gọi là chân thành, chân thật từ anh. Và em biết người miền Trung mình giỏi lắm, chịu thương, chịu khó khủng khiếp lắm, không ai bằng, thiệt sự. Và em thực sự là chưa biết như thế nào, nhưng mà rất mong là hai anh chị sẽ có thể có duyên với nhau. Và bây giờ mình tới gặp người thân đi ha, anh Linh ha. Rồi, em gái đi với ai vậy? Dạ, hôm nay chị đi với ai nè? Giang. Chị đi với mẹ, với lại chị dâu chị và cháu chị. Dạ, con chào bác, em chào chị, chào gia đình mình. Đó. Rồi, cho gặp bác trước em gái ha. Cho gặp bác cái đi. Dạ, cho bác cho con hỏi một vài câu thôi. Dạ, tụi con chào bác. Con cảm ơn mẹ, chú chào nói chuyện lắm. Dạ, bác nay nhiêu rồi? Dạ, 79. Ồ, 79 rồi hả? 79. Dạ. Bác thấy cuộc đối thoại nãy giờ đó, bác có ưng ý không? Vậy bác thấy nói chuyện thấy cũng lưu loát không? Cũng lưu loát quá hả? À. Dạ. Bác có muốn gả con xa tới Quảng Trị không? Cái này là tùy duyên. Tùy duyên hả? Rồi bác hiền quá nha. Em nói gì một vài câu bác đi. Con chào cô ạ. Tức là dạ, chào. Con cũng, nếu mà con gái cô chọn con và bọn con bấm nhau thì cô cũng yên tâm, tức là con thay cô. Trước đây là em gái nó ở với gia đình, thì từ khi gặp con thì con phải thay cô để chăm sóc em. Và cho những bất cứ cuộc sống như thế nào thì con là người luôn luôn biết che chở và bảo vệ cho người phụ nữ của bản thân mình. Bác có câu hỏi nào hỏi bên đàn trai không? Dạ, phải có thời gian tìm hiểu. Dạ, dạ sẽ là câu nói của hai cháu. Dạ. Hả? Kệ đi, bác nói gì đi, rồi hỏi tới em nói. Cái để bác nói tự nhiên đi, không sao hết trơn á. Bác nói gì bác? Dạ bác cứ nói. Bác thì dạ, cũng không có ít lời nói. Dạ. Bác có mấy người con? 8 người. Trời ơi. À. Đây là Út hả? 8 người con đây là Út hả? Út. Dựng vợ gả chồng hết chưa bác? Có mình Út chưa có. Mình Út chưa có hả? Út chưa bác có. Bác có mong Út lấy chồng không? Cái đó là lo do duyên nợ của chân con gái thôi. Nếu bây giờ đàn trai bước tới thì bác định khoảng chừng nào bác gả? cũng có thời gian trả lời. Dạ. Dạ. Rồi, ok, cảm ơn bác. Rồi, em gái nói gì nói đi, em thấy sao? Đây là em, chị hay là bà sao? Dạ, em là cháu gọi bằng cô Út. Thì hai cô cháu cũng gần tuổi nhau nên là lớn nhau thì chơi chung nhau là hiểu nhau lắm. Thì cô Út thì tính tình thì rất là dễ thương, cực kỳ dễ thương, tốt bụng luôn á. Mà nấu ăn thì cực kỳ ngon. Nói chung là biết cách chăm sóc gia đình và những người yêu thương của mình. Về phương diện về gia đình thì phải nói là Út là chăm sóc gọi là tỉ mỉ, tử tế, chu đáo lắm. Còn anh đây thì không biết nãy là chưa nghe anh nói giới thiệu anh làm nghề gì ha? Vâng. Anh làm nghề gì? Tức là cái công việc của anh là một doanh nghiệp. Tức là trước khi mà anh có cuộc sống gia đình ấy, là anh là công chức nhà nước. Thì sau khi anh độc thân ấy, thì anh trở về mở một doanh nghiệp xây lắp điện. Xây lắp? Vâng. Công ty xây lắp mà làm chuyên môn là gì? Về bên đường dây và điện cao thế. À, làm điện. À dạ, thì anh là người từng trải, anh lớn tuổi thì người từng trải thì em nghĩ là anh sẽ có được những cái, nắm bắt được những cái tâm tư hay tâm lý của người phụ nữ hơn, chắc sẽ biết cách yêu chiều phụ nữ hơn. Thì anh cũng biết cách ăn nói, ngoại giao tốt. Thì em mong là có chương trình này là cái duyên, thì từ cái duyên đó thì thời gian sẽ, nếu mà anh với cô có được gặp nhau thì sẽ là cầu nối để tạo điều kiện cho hai người được hiểu nhau hơn, gắn bó nhau hơn. Rồi, cảm ơn em gái. Cảm ơn gia đình mình. Đẹp trai đi với ai nè? Dạ, em đi với là hai đứa em họ.
Vợ chồng em ạ. Vâng. Em xin chào anh Quỳnh Linh, chào Nam Thư và chào bên bác, bên anh chị, bên nhà đàn gái. Thực ra thì để nói về anh Long á, cũng có rất là nhiều cái kỷ niệm lắm. Cũng là anh Long là một cái người là rất là hiếu thảo, là một người luôn nghĩ về mẹ. Và đặc biệt là cái sự cố lần một á, thì một mình anh đã 12 năm nay nuôi hai đứa con, không ai biết. Và chỉ hôm nay thì có gặp bên nhà nữ á, thì tâm sự một tí là anh Long vào từ Quảng Trị vào từ ngày hôm qua, thì cũng vào đây cũng rất là xa, nhưng mà vì cái niềm tin một cái gì đó thì anh mới vào. Với hai nữa là theo em muốn tư vấn cho anh á, là bên nhà nữ thì có cái là cũng được rồi đấy, nhưng vấn đề ở chỗ là vấn đề khoảng cách và địa lý, thì anh phải suy nghĩ lại và cho hai bên một cái cơ hội, thì cái đó anh phải suy nghĩ kỹ. Và hai nữa là cái công việc của anh á, anh sẽ đi công trường nhiều, đi làm điện lưới là anh Linh biết là sẽ đi các cái khu vực khác, đi điện lưới là phải làm liên tục và nhiều. Đó là cái hai cái khó khăn nhất giữa các anh chị phải suy nghĩ. Thì em chỉ tư vấn như vậy thôi, còn về những cái yêu cầu về ngoại hình tất cả các thứ thì em nghĩ chắc là được. Vâng. Rồi, cảm ơn anh. Đây là một cái niềm tin của một người rất là xa từ Quảng Trị vào đây nhờ chương trình Mai Mối. Đó là một cái niềm vui và hạnh phúc của những người thực hiện chương trình. Vâng. Cảm ơn anh rất nhiều vì cái niềm tin đó. Vâng. Dẫu cho cuộc sống có điều gì xảy ra, chúng tôi cũng sẽ cố gắng làm chiếc cầu nối để nối liền những trái tim. Quan trọng là anh và cô ấy có duyên với nhau không? Vâng. Bây giờ mình nghe tất cả mọi thứ rồi, mình nói chuyện với nhau qua cái hàng rào rồi. Vâng. Bây giờ kéo rào ra, anh và cô ấy sẽ gặp để xem có duyên hay không, rồi hai người sẽ quyết định nha. Vâng. Anh trai nha. Vâng. Kéo rào. Anh có cái hoa tặng em và anh có món quà. Dạ, em cảm ơn anh. Em cũng có một món quà gửi anh. Đây đây, đây chị, đây đây em cầm cho. Rồi, anh cảm ơn anh. Rồi, bây giờ mình gặp mặt nhau, mình nói hết những gì mình đang nghĩ về nhau. Anh thấy em sao? Nên là cho anh hỏi em một câu được không ạ? Dạ, em bây hỏi. Giờ là bố mẹ em đang sống ở Hóc Môn ạ? Dạ, em sống với mẹ, bố mẹ em từ nhỏ luôn. Coi như từ nhỏ lớn là em sống cạnh bố mẹ luôn. Vâng. Dạ. Thứ nhất là nếu mà sau chương trình hoặc là về á, dạ, thì là có bác mẹ em đây rồi. Dạ. Thì thứ nhất là anh cảm ơn mẹ em. Thứ hai là qua em cho anh gửi lời thăm đến bố em. Dạ, em cảm ơn anh. Tức là... Dạ. Đã sinh ra em và may mắn thì hôm nay em chưa có người đàn ông nào và em gặp anh ở chương trình này. Dạ. Đó là cái điều vâng anh. Rất cảm ơn. Vậy, như em từ đầu em đã nói với anh á, là chẳng hạn như em không có muốn xa gia đình lắm. Dạ. Nên là ví dụ như đến với nhau á, anh có thể là vì em hay là vì em mà chuyển công tác qua bên đây để sống gần em không? Về cái công việc á, thực tế là cái anh cũng không nghĩ là mình sẽ theo đuổi cái công việc này nó lâu dài. Yeah. Nên anh cũng nghĩ là nếu khi nào đó mà anh tìm được cái nửa của mình ấy thì anh sẽ chuyển từ cái đi làm công trường ấy, công trình ấy. Yeah. Thế là anh dành dụng được một ít vốn thì anh muốn kinh doanh một cái lĩnh vực khác. Yeah. Có sự hỗ trợ của người phụ nữ và yeah, cái vị trí kinh doanh thì đương nhiên là tùy theo cái nơi có thể lập nghiệp. Yeah. Chứ không hẳn là phải theo đuổi cái nghề công trường này. Cho nên em yên tâm, nếu mà cái duyên phận chúng ta có thì anh cũng không đến nỗi là phải đi công trường nhiều. Vì thứ nhất là cũng không dễ gì đi công trường. Đấy, nhưng mà để có một cái khoảng vốn nhỏ nhỏ để mà quay về để mà kinh doanh thì nó cũng, anh cũng thích kinh doanh hơn. Chứ không đi xây dựng em nữa. Em thì nào giờ em ở nhà em lo buôn bán, em không có đi làm ở ngoài. Thành ra là em thì tính tình em cũng vô tư lắm. Em thì
thì nói chung là em rất là dễ tính, nghĩa là nói chung là em quan trọng của em là không có xa gia đình được, đâm ra là vấn đề làm dâu thì anh có chị em không có thể làm dâu được thì anh có thể chấp nhận không? Cái điều đó bản thân anh cũng không đòi hỏi. Dạ. Và anh thì có ba anh em trai cho nên cũng có những đứa em dâu nó thay anh để làm cái công việc đó đối với gia đình anh rồi. Cái thứ hai á là anh chỉ muốn là ví dụ khi em có mặc cảm về cái gì anh đã có một lần vợ hay là anh đã có hai đứa nhỏ hay không? Chẳng hạn như vậy có vấn đề đó thì em không có ngại. Thì em đã nói từ đầu là miễn anh là người tự do, không có bị ràng buộc trong cái hôn nhân là được rồi. Vâng. Dạ. Rồi, với lại em có vấn đề là ví dụ anh ở xa vậy á, rồi anh muốn gặp em mà muốn ví dụ như là muốn gặp em thì rồi bằng cách nào, một tuần một tháng hay là bao nhiêu tuần gặp một lần hay là một tháng gặp một lần? Tại vì em thấy cái khoảng cách đó, nó hơi xa rồi mình tìm hiểu nhau nó cũng hơi khó. Giới thiệu em một chút. Dạ. Tức là bạn hàng anh ở Long An có, ở thành phố Hồ Chí Minh có, ví dụ công ty dây cáp điện Thịnh Phát hay là dây cáp đường Long An. Cái chuyện là không hẳn hôm nay gặp em mà trước khi gặp em, cái chuyện em vào Sài Gòn nó cũng đơn giản. Cho nên là cái chuyện quan trọng là như anh nói lúc nãy đấy, tức là em là lý do chính đáng để anh dành thời gian vào. Còn có thể là một tuần một lần em vào vẫn được. Bây giờ đó, sân bay Đồng Hới vào đây cũng rất là gần em. Lên máy bay khoảng độ chừng chút xíu tới đây thôi. Vấn đề quan trọng là hai người có duyên với nhau không thôi. Bây giờ em cảm nhận chàng trai này như thế nào? Em thấy anh cũng hiền. Hiền. Ăn nói chuyện đồ lưu lá có duyên lắm. Đấy. Có em thì em đã nói rồi, em nói chuyện có duyên, có gì anh chấp cho. Ai nói em không có duyên? Đúng rồi. Em dễ thương mà. Em nói thế là chị của em nói chuyện lúc nào cũng ngọt ngào, dễ thương, lễ phép, rất là trong rồi. Nói chuyện rất có trước có sau, không có vấn đề gì hết. Với lại anh dù sao mình cũng từng trải mà. Em nghĩ là anh ngồi ở đây, anh có thể nhìn được hết như thế nào, có thể nhiều khi em nghĩ là anh có thể nhìn được chị như thế nào. Chị mình được quà của ảnh tặng á, chị muốn mở quà coi không hay về nhà mở riêng nè? Chị thích về nhà mở hơn. Về nhà mở riêng ha. Anh thấy người con gái đối diện thế nào, cảm nhận mình đi. Thứ nhất là về bản thân thì những cái tiêu chí bề ngoài, tức là trong cái đăng ký của anh thì em cũng có đạt được những cái tiêu chí mà theo cái đăng ký và theo sở thích của anh. Nhưng có vấn đề quan trọng thế này, trước khi chúng ta quyết định bấm nút, Linh hỏi thật anh nha. Vâng. Bây giờ nếu như anh đồng ý, cổ đồng ý với nhau thì anh có đủ sức để lo cho bạn ấy, lo cho một gia đình mới hay không? Vâng. Cái này hết sức là quan trọng về mặt kinh tế. Trả lời câu của MC Quyền Linh thì tôi chỉ nói thế này này. Tức là ví dụ hôm nay gặp cô gái này hay là trên cuộc đời tôi gặp người phụ nữ để tôi chọn, thì có thể tôi không hứa là đem lại cái cuộc sống giàu sang phú quý, nhưng chắc chắn tôi đủ khả năng để làm một người bố và người chồng trong cuộc sống gia đình và có một cái ngôi nhà để cho chúng ta có một cái cuộc sống tự do. Và ở đó thì tôi cần một cái chất lượng cuộc sống làm sao cho nó hạnh phúc nhất. Rồi, như thế là được rồi. Tôi đủ sức lo cho đình. Bởi đàn ông chúng ta phải cho phụ nữ thấy là họ có sự che chở và cho họ thấy là mình họ có sự an toàn. Vâng. Xin phép anh một chút ạ. Tức là bạn gái có bảo là về nhà thì mở quà. Nhưng mà cái gặp nhau ở cái chương trình này theo tôi cũng là một cái duyên. Vâng, và cũng là một cái kỷ niệm. Có thể là sau cái chương trình này hai chúng ta đi chung về một đường hay là mọi người đi mọi đường, thì anh cũng muốn tặng món quà này ở cái sân khấu này cũng như kiểu một cái kỷ niệm đối với em tham gia chương trình. Muốn mở luôn đúng không? Vâng, thì anh tự mở luôn rồi anh tặng cô ấy luôn. Đấy, mời em đứng lên. Và có nhờ Nam Phương một tí. Anh qua đây nè. Đó, dạ. Rồi em cầm cho ha. Vâng. Anh quay qua đây. Đó, dạ đây. Rồi, đây em cầm cho. Dạ. Anh ấy là người rất tình cảm đấy. Dạ.
Đây, đó. Ủa, anh có thể là... quà quý quá. Đeo cho em được không ạ? Dạ. Nhưng mà... mắt cho anh cái nhá. Mắt anh phải... Dạ, dạ. Dạ, rồi, rồi. Rồi, anh đeo lên đi rồi em móc giùm cho. Anh. Rồi, đứng bưng nha. Anh làm rễ phụ. Rồi. Đây, em kéo tóc lên nha. Đây. Rồi, món quà quý quá. Rồi, anh để móc lên luôn. Rồi, thả đi móc. Đây, để em hỗ trợ nha, em hỗ trợ nha. Hình ảnh này đẹp lắm đó. Rồi, đó, anh vén tóc chị ra đi. Đó. Rồi, đứng đây nè. Đây là lần đầu tiên cô gái ấy nhận quà từ một bạn trai. Vâng. Đây là lần đầu tiên cô gái ấy gọi là cảm nhận một cái tình cảm từ một người đàn ông. Vâng. Thành ra Linh nghĩ rằng giây phút này thì chắc chắn cái cảm xúc của em cũng có đúng không? Dạ. Cảm xúc thế nào em gái? Em thấy món quà lớn quá, em cũng không, em hơi run. Dạ. Không có gì đúng em, đó là tình cảm của... Cho anh đợi lời một chút. Dạ. Nếu như chúng ta không có duyên phận, dạ, thì coi như một món quà của một người anh, dạ, gặp em giữa cuộc đời này. Dạ. Vậy cuộc đời đối với anh nó ngắn lắm, đúng không? Dạ. Một chúng ta làm cái gì cho nhau khi đang còn sống thôi. Dạ. Còn khi qua đi thì hết. Dạ. Cho nên quan điểm của anh trong cuộc sống của anh với những người thân của anh, thì anh đều luôn luôn đưa được cái tâm của mình. Tức là hãy làm những gì cho nhau khi đang còn sống. Dạ. Vâng. Và cũng xin lỗi hai MC tí. Tức là trong cuộc sống thì con người ta rất dễ nói câu là hãy cho đi để nhận lại. Nhưng quân chúng ta cũng rất ít mấy ai dám cho đi, em nhận không? Đấy, cho nên là đối với cuộc sống của tôi thì tôi rất đủ khả năng để cho đi. Yeah. Cho nên là không phải đối với cái trường hợp này mà đối với những cái trường hợp nó gặp được cuộc đời nữa, nó bi thương, thì tức là tôi sống bằng cái tâm. Và với những cái cảm giác là muốn khoảng cách từ trái tim đến trái tim nó gần hơn, do dù mối quan hệ đó là như thế nào. Ví dụ mối quan hệ giữa anh và tôi, mối quan hệ giữa bạn bè hay mối quan hệ giữa đồng nghiệp. Tôi cũng là trong tham gia cái chương trình Bạn Hữu Đường Xa mà. Cho nên là tôi cũng là thành viên của Bạn Hữu Đường Xa. Nên là tôi thích những cái cử chỉ mà nó làm sao để giữa cuộc đời này chúng ta luôn luôn nhớ về nhau. Làm sao cho cuộc đời này nó tốt đẹp anh ha. Cảm ơn những chia sẻ của anh. Vâng. Bây giờ thì mình trở lại ghế đi. Ngồi đi chị, ngồi đi. Chị An, bây giờ gặp rồi, tặng quà rồi. Thì chị cảm thấy sao về ảnh? Về tính cách lẫn ngoại hình, mình cứ nói với nhau. Từ đầu chương trình chị cũng nãy chị quên nhắc là một tiêu chí là chị thích người đó có chút xíu ga lăng. Đây là lần đầu tiên được người bạn anh tặng là theo là đúng là y như em nói là có một chút ga lăng là em rất là ok rồi. Nhưng còn về vấn đề có đến với nhau hay không thì em với anh thì có thể cho nhau cơ hội ra ngoài tìm hiểu, chứ trên đây thì cũng không có tìm hiểu hết được. Thì nếu mà được thì chúng ta hãy cho nhau cơ hội nha anh nha. Rồi, ok. Bây giờ không còn thời gian nữa. Chúng ta để tay vào nút bấm đi. Duyên phận nó nằm ở chỗ này nè quý vị. Chỉ có 3 tiếng đếm thôi. Trái tim ta thổn thức. Được thì bấm. Thì mình bấm nút. Đúng rồi. Không thổn thức, không rung động, dành nút bấm đó cho người khác. Chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi trên sân khấu này thôi. Nhưng em nghĩ là qua một thời gian ngắn ngủi, hai anh chị có thể cảm nhận về nhau như thế nào. Nếu thực sự mình là của nhau, một nửa của nhau, như anh Linh nói, chúng ta hãy cho nhau cơ hội. Nam Thư và anh Nguyễn Linh và tất cả quý vị khán giả đang ngồi xem chương trình lẫn quý vị đang xem TV, hết sức mong là sẽ kết nối được tất cả những người đứng ở trên sân khấu này. Và chúc cho hai anh chị sẽ là của nhau. Bây giờ anh Linh này, em có một cái yêu cầu hơi ngoại lệ tí được không? Nói gì em? Tức là anh nhờ cái bộ phận kỹ thuật ấy là chuyển cái chuông kia bên qua đây, hai cái chuông một vị trí luôn đi. Là mình... để em hỗ trợ bạn gái luôn, nhiều lúc chân tay bạn yếu á không bấm được. Rồi, thế hỗ trợ cho anh ơi. Rồi. Em anh yên tâm, em không có yếu ớt đến nhiều vậy đâu. Không, nhưng mà đối với phụ nữ là anh hay sẽ làm tất cả khả năng của mình đối với phụ nữ. Cho nên là lần đó anh yên tâm, trái tim cô gái ấy rất mạnh mẽ. Nào, nhưng mà anh nhờ kỹ thuật xem cái chuông cái có hỏng không? À không, lợp hay nó hỏng rồi sao anh? Không hỏng đâu anh. Thì chuông có thể hỏng, nhưng tim thì không bao giờ hỏng. Vâng. Nào, 5,
4 3 2 1 hết thời gian. Yeah! Chúc mừng chị. Chúc mừng. Nào, nắm tay nhau. Anh có biết không, đây là cái nắm tay đầu tiên đấy. Nắm tay đầu tiên. Trước mặt mẹ của cô gái ấy, gia đình của cô gái ấy, và trước mặt họ hàng của anh. Bây giờ anh xin phép bác là ngay giây phút này bác sẽ đồng ý cho hai người hẹn hò với nhau để tìm hiểu lẫn nhau. Nói với anh trai. Xin phép bác là cho cháu hôn con gái bác. Bác đồng ý hả? Có nói lại với bác. Cho hai đứa được tìm hiểu, cho phép hai đứa được tìm hiểu. Anh xin phép hôn em. Nụ hôn đồng đời đó nha. Đúng rồi. Một cô gái còn trong veo luôn. Không, em dễ thương lắm. Đúng thật rồi. Sự em nói em không có duyên là không đúng đâu. Đúng. Tự em nhận thôi. Chứ dạ, cái cảm giác của anh á, em là một cô gái rất là dễ thương. Không ai nghĩ em 30 mấy tuổi đâu. Nha. Em thôi, cũng không biết sao luôn. Tại vì đa số là em thấy vậy. Anh đã... Chứ em gà chị em đi rồi nghe. Làm rắn coi được Quế Minh nghe. Đừng để chị ấy quay lại để mặn vộn em nghe. Nghe anh Long nghe nghe. Hứa với mọi người đi. Đúng thật rồi. Khoan là thứ nhất là đối với Nam Thư ấy. Dạ. Tức là theo anh theo dõi cái chương trình này. Dạ. Và trong cái bản đăng ký anh cũng viết rất hấp dẫn. Dạ. Đúng không? Tức là anh xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò là như một ngọn đèn hải đăng, mà anh là con tàu đang lạc lối ở đại dương. Dạ. Là trong cái bản đăng ký của anh là như vậy. Dạ. Thì đồng thời là cái giữa Nam Thư và anh cũng có một cái duyên, có nghĩa là hình như là đây là buổi đầu tiên. Dạ. Em tham gia dẫn Bạn Muốn Hẹn Hò thay. Dạ. Cát Tường đúng không? Dạ. Và cái điều này anh khiến bước đến này mới biết. Dạ. Còn trước đó là anh cứ nghĩ là anh Quyền Linh với chị Cát Tường thôi. Dạ. Không nghĩ là Nam Thư. Dạ. Cho nên cũng là cái duyên và cũng. Dạ. Hàng cho em, tức là cặp đôi của bọn anh. Dạ. Là nắm tay nhau về. Dạ. Còn bọn anh có đi được với nhau trên con đường hay không thì bọn anh lại thông báo lại cho Quyền. Dạ. Linh, và chương trình sẽ rồi, hy vọng biết rằng kết quả của sẽ có vâng, những thông báo của hai anh nha. Vâng. Dạ. Đây là những chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng anh. Vâng. Cũng như là em gái. Chúng ta đến đó xem phim để tìm hiểu nhau nhiều hơn, có không gian lãng mạn để yêu thương nhau nhiều hơn. Vâng. Phần quà của cô gái tặng anh đó. Vâng. Đây là nệm cao su thiên nhiên. Đây là cặp gối của nệm cao su thiên nhiên Vinalatex. Và một phiếu giảm giá 25% trên các chi nhánh trên toàn quốc. Dạ, và đây là hai món quà gửi tặng anh chị. Đây, đó là món quà từ công ty mỹ phẩm Đăng Dương nha. Đây, dạ, gửi tặng anh giữ em với anh Long. Cầm cầm em với đi, cảm ơn anh. Đó. Một món quà từ Việt Nam Cacao, mật của đất. Hy vọng rằng chúng ta sẽ có một cái tình yêu ngọt ngào như những thanh sô-cô-la này. Và đây, tiếp theo là gửi hai tặng hai anh chị. Đây, cái này mới quan trọng nè. Đây, máy nước nóng hiệu đến từ thương hiệu Canton. Đó, nhập khẩu từ Malaysia. Đó, đây, máy nước nóng được Canton. Và bình nước nóng thương hiệu Atlantis nhập khẩu từ Thái Lan. Đó, đây, tổng giá trị của chúng ta lên tới 7 triệu đồng. Hôm nay đến đây có một cái kết nối mới. Một người bạn, hy vọng rằng đó chính là một sự lựa chọn hiệu quả nhất. Rồi bây giờ hai người có thể đến xem phim được rồi đó. Chưa, chúng ta còn nữa. Dạ còn, trời ơi, đây nữa. Đây là phần quà dành cho hai anh chị là một chiếc TV Akino 42 inch. Đó, truyền hình vệ tinh thu được 300 kênh truyền hình miễn phí trị giá 5.950.000 đồng. Nếu như cái TV này sẽ thuộc về hai anh chị để trong ngôi nhà của chúng ta nếu như hai anh chị tiến tới hôn nhân. Dạ rồi, một lần nữa Nam Thư và anh Quyền Linh hết sức chúc mừng hai anh chị. Dạ mình rồi. Đây còn nữa nè, còn quá trời luôn. Điều. Chị cái này là của anh tặng chị nè, bưng nổi. Dạ, không đây, đây, đây sách này nè, em nhét cái này vô trong cái bịch cho chị nha. Đây nha. Dạ, cảm ơn em chị. Rồi. Dạ rồi, bây giờ đứng sát vô coi, đứng sát vô coi. Anh thay mặt lớn. Alo anh nói lớn lên anh. Alo. Rồi, mới nên là thay mặt của Ngọc An nữa. Thứ nhất là cảm ơn anh Quyền Linh, thứ hai là cảm ơn Nam Thư. Dạ. Lần đầu tiên em chỉnh chương trình và anh là
hình như là sản phẩm đầu tiên của chương trình của em, dạ, trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Dạ. Thì chúc em may mắn và chúc em có những cái gặt hái nhiều trong cái chương trình live show mà em đang tham gia. Dạ, em cảm ơn anh rất nhiều. Xin dạ, cảm ơn quý khán giả và hai gia đình hai bên rồi, đến tham gia chương trình. Chúc mừng anh chị nha. Dạ. Rồi, dạ, xin mời hai anh chị chúc mừng. Mình cùng dắt tay ra về. Dạ. Chị đi cẩn thận nha. Là đừng có mập mạp và đừng nhìn mình có nặng nề quá. Có nhiều người lại rất thích đàn ông tròn tròn ôm cho nó sướng. Với em thì em thấy cái người phải gọn gàng tí, nhìn năng động. Em đây gọn gàng lắm. Sao chị? Hôm nay là đúng ngày sinh nhật luôn á hả? Dạ đúng rồi, hôm nay là ngày sinh nhật của em. Em tên là Thu Thảo. Hôm nay em 25 tuổi và em là giáo viên dạy tiếng Anh ạ. Rồi, mình chờ bạn nam của mình. Mời bạn trai. Chu đáo quá ha. Xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và bạn bên cạnh và quý vị khán giả. Thì em tên là Lại Thái Danh. Ngày này 24 năm trước thì em cất tiếng khóc chào đời đầu tiên. Nghĩa là hôm nay sinh nhật của bạn. Dạ. Happy birthday. Cảm ơn ạ. Bạn đang làm nghề gì? Dạ, hiện tại em đang làm nhân viên ngân hàng. Em là khâu tìm kiếm khách hàng cho vay. Tìm kiếm khách hàng cho vay hả? Dạ. Chờ chút nhiều người vay lắm nha. Làm ngân hàng thì nhiều rủi ro lắm. Cũng giống như cưới vợ thì cũng rủi ro. Theo bạn làm sao để mình chọn vợ đừng rủi ro? Tất nhiên là muốn và cũng giống như ngành học của em thôi. Thì qua một thời gian phải mình thẩm định, mình xem xét tình hình gia thế, hoàn cảnh gia đình, rồi về mọi thứ về bạn đó, thì mình sẽ xác định được bạn đó như thế nào. Mình thẩm định thế nào để tôi biết người đó là người mẫu tương lai của mình? Thì mẫu hình của em á là thứ nhất là tóc dài. Tóc dài. Dạ, chỉ cần tóc dài là em rất là ấn tượng. Tại vì khi mà thấy mái tóc người phụ nữ mà xõa xuống và chảy kia thì thật sự là em cầm lòng không được. Thứ hai là cao từ 1m58 đến 1m65, biết nội trợ. Rồi, để chị hỏi Thảo coi sao. Mình xin như vậy, không lẽ trong môi trường xung quanh mình không có đối tượng nào theo đuổi sao? Tại sao phải nhờ đến cái Tường với anh Quyền Linh? Như là khi vào trường sư phạm, nó là một cái môi trường con trai giống như là một loài động vật quý hiếm vậy đó. Trường thì có 6 thầy và thầy nào cũng có hết luôn à. Nhưng ngoài giờ mình làm trong trường, mình đi ra ngoài, đâu phải mình làm suốt đâu. Rồi môi trường ở ngoài cuộc sống nữa chi. Thì nói chung là ở trong trường với nhau thì các chị lớn hơn á, chị nhiều khi các chị cũng hay giới thiệu người nọ người kia. Nhưng mà gặp nam lần nào cũng không hợp hay như vậy. Không hợp là không hợp chỗ nào? Bởi vì bạn ấy không cao lắm, thành ra đến ngang tay em là họ tự hết. À, là về chiều cao á hả? Là lùn hơn á hả? Là tự họ chạy về hết á. Ủa bên kia cao bao nhiêu vậy? Dạ em cao 1m70 chị. Được không? Cũng được. Cũng được ha. Nãy giờ bạn nghe giọng nói đó bạn có ấn tượng gì không? Dạ, giọng nói của bạn rất là dễ thương. Giọng bình thường nó khác, là mấy bữa nay hét nhiều quá, ngày hét mấy tiếng hồ nên vậy nó vậy đó. Vậy là giọng bạn còn dễ thương hơn nữa anh. Dễ thương hả? Nhưng mà bây giờ em, nếu mà được thì em dự định bao lâu mình tiến tới hôn nhân được? Dự định của em thì khoảng 2 năm chị. Với Thảo thì sao? Thảo dự định cũng vậy ạ. Cũng 2 năm. Dạ. Vậy là thấy có những điểm tương đồng rồi. Dạ. Bạn Thảo có thể giới thiệu về bản thân mình một chút xíu, sở thích của mình, thói quen của mình hay là những cái ưu điểm gì đó? Nói chung là em nấu ăn không có giỏi lắm. Nhưng mà những chuyện như là may vá thì em làm được. Những anh nghĩ này, rằng cô gái bên kia là một trong những hình mẫu của gia đình đấy. Yeah. May vá thiêu thùa. Yeah. Nhưng mà đi nấu ăn thì không giỏi, từ từ học. Không giỏi thì cũng không sao. Nấu ăn không giỏi thì có lẽ học anh, không sao hết. Bạn là quê ở đâu? Em ở Vũng Tàu, em thì ba em ở Bắc, mẹ em ở Trung. Em sinh ra ở miền Tây và hiện tại đang sống ở miền Đông. Lạ vậy đó hả? Vũng Tàu nhưng mà mình làm việc trên này chứ hả, đúng không em? Dạ đúng rồi, em làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh chị. Nhưng tiêu chuẩn lấy vợ, kinh tế em làm thì mình giữ hay là giao cho vợ giữ? Tất nhiên là thể giao cho vợ giữ. Nếu mà vợ biết cách chi tiêu kia thì luôn nhưng luôn mà em kiểm soát hả? Dạ không, tất nhiên em không kiểm soát rồi. Ví dụ tiền lương, ví dụ lúc đó em lương khoảng 15 triệu thì em đưa cho vợ khoảng 12 triệu, em giữ 3 triệu để chi tiêu về các khoản của em nữa. Rất là dễ thương. Nếu như em suy nghĩ như vậy thì anh nghĩ rằng đây cũng là một mẫu hình lý tưởng, nhiều cô gái cũng để ý rồi. Nhưng mà sau này ví dụ như lấy nhau kết hôn về là mình ở đâu em? Mình vẫn lập nghiệp ở Sài Gòn hay mình về Vũng Tàu? Dạ, thì nếu mà ở Sài Gòn làm ăn tốt thì mình cứ ở Sài Gòn thôi chị. Đúng rồi, ở đâu mà môi trường đầu tư tốt mà phát triển thì mình cứ ở thôi, không quan trọng. Ở đâu có tiền, có tình, làm nở. Rồi bên đây anh nghĩ rằng cũng hợp đó. Bên đây nhưng mà ở xa thì sao anh Linh? Ta là ở sao, vấn đề để gặp nhau họ sẽ quyết định điều đó. Ngày xưa giờ bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, từ xưa giờ thì chính thức là 2 mối tình. 2 mối tình, bạn có những khuyết điểm nào mà bạn cần phải khắc phục khi mà chúng ta đến mối tình thứ 3? Em cũng không rõ nữa, em cũng không biết, em thấy... Không biết được chính mình luôn hả? Không, em thấy em không... Hầu như không có khuyết điểm, chỉ là hơi xấu trai đó. Còn ưu điểm là gì? Ưu điểm của em hả? Ưu điểm của em thì nhiều lắm. Chơi được thể thao nè, biết nấu ăn nè, biết nội trợ nè.
một người đàn ông mà không có ưu điểm gì hết, cảm giác như thế nào? Em thấy rằng là biết nấu ăn và biết chăm sóc gia đình như vậy là ưu điểm rồi. Là ưu điểm là phải không? Dạ. Nhưng mà em nói ở Đồng Nai là khúc nào? Đồng Nai rất là rộng. Là cũng ở gần gần Sài Gòn nhất rồi đó. Anh thấy đâu? Chuyện sao địa lý hoài nó không có quan trọng. Đó đâu có sao đâu. Hơn thua là bạn Nam có đi được hay không? Em không thích gì, nói luôn để anh biết. Em không thích những người mà cứ bạn gọi ra đi ngay là thấy không? Không thích. Rồi để anh hỏi bạn gọi đi không nha. Bạn gọi em đi ngay không? Bạn gọi ha anh. Tùy vào trường hợp nữa anh. Ví dụ như đang ở cạnh người yêu thì không bao giờ đi ha. Phải không? Chắc chắn mà. Hứa vậy ha? Dạ. Bạn gọi không đi nha. Dạ. Rồi xong rồi đó, nhiêu đó được rồi. Ngoại hình bạn chỉ muốn là người đàn ông cao thôi. Là cao bạn có không thích cái điểm nào về của người đàn ông về ngoại hình nữa không? Là đừng có mập mạp và đừng nhìn đừng có nặng nề quá. Có nhiều người lại nó thích đàn ông tròn tròn ôm cho nó sướng. Với em thì em thích người phải gọn gàng tí nhưng năng động. Anh thì gọn gàng lắm. Sao chị? Hôm nay là đúng ngày sinh nhật luôn á hả? Dạ đúng rồi, hôm nay là ngày sinh nhật của em. Mình có năng khiếu gì không? Mình thay vì người ta sinh nhật được tặng quà, còn mình sinh nhật mình ví dụ hát bài tặng mọi người chẳng hạn. Em hát dở lắm nha, nhưng mà em cũng sẽ... Đúng rồi, mình sinh nhật mình phải làm gì đặc biệt hơn. Dạ. Trên đường anh tìm kiếm, đã biết bao lần đau buồn, và rồi gặp được em, một người làm ấm lại, biết nghĩ suy thiệt hơn, biết sống cho ngày mai. Từng ngày anh lại thấy yêu và nhớ em nhiều hơn. Để anh hát cho một cô kia nghe được. Bạn có ngại khi người bạn nữ lớn hơn mình tuổi hơn mình không? Dạ chuyện đó thì không sao hết chị. Tại vì yêu nhau đâu quan trọng tuổi tác vậy. Rồi. Anh thấy cô giáo bên kia rất là chững chạc ha. Bạn đi đây hôm nay có ai đi theo ủng hộ mình không? Có, em trai. Em trai em đâu? Em bên dưới. Xin chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh ạ. Vậy em thấy anh bên đó làm sao? Như lúc ấy anh ấy nói đó là không có khuyết điểm gì hết ngoài cái xấu trai. Còn em cũng xin nói anh là chị của em là tính cách rất là chính chắn á, nghiêm túc trong mọi quan hệ, nên là cũng mong anh là tí nữa kéo đèn lên là chúc anh thể hiện được cái sự chính chắn của bản thân. Cảm ơn em. Còn bạn hôm nay bạn có đi với ai không? Dạ, em đi với bạn học đại học của em. Dạ em là bạn thân của Danh, thì em cũng biết Danh cần một người con gái và xa hơn nữa là một người vợ mẫu mực, thì em nghĩ ai còn mẫu mực hơn được một người trong nghề nhà giáo là giáo viên. Dạ. Thì việc tiếp theo là em chỉ chúc Danh may mắn và chờ những nút mà thôi. Dạ. Rồi, cảm ơn em. Như vậy cũng ổn ha, đánh giá hai bên cũng tốt rồi đấy. Dạ. Chúng ta kéo màn lên, hai bạn có thời gian là 2 phút. Nhìn thật kỹ vào mắt nhau và quyết định. 2 phút bắt đầu. Tặng bạn. Cảm ơn nha. Hành giấy mình tự làm nữa. Oh, thank you. Đúng rồi, happy birthday. Cảm ơn ạ. Em thì thường coi bói chỉ tay. Đâu bạn thử xem. Coi bói không? Có, em cũng hay coi bói lắm. Hay coi bói lắm hả? Dạ. Rồi, coi cho đúng đó nha. Tay em mềm. Thôi có yêu được không? Phải là mợ mình không? Em nghĩ bạn nữ này số tốt anh, rất là tốt. Sau này công danh và mọi thứ trong cuộc đời nó đều êm đềm. Gì nữa? Nhưng mà tình duyên không được tốt lắm. Không tốt tao mới tới đây chứ bộ. Bạn sẽ có một đứa con gái và một đứa con trai. Coi vậy cũng như không. Nói em như đúng rồi vậy đó. Dạ thì không, em thấy là cũng đúng đó. Coi coi bạn nữ lên lấy chồng làm gì. Cái này đầu tiên là nhìn màu tóc dài là em thích rồi. Thứ hai là dáng bạn thì cũng rất là chuẩn. Bạn cảm nhận mình thế nào? Thì cũng ổn, một bạn nam cũng là một người của gia đình. Là nhưng mà nhìn cũng chín chắn. Còn có gì hỏi mình nữa không? Quan điểm của bạn về một người chồng thì như thế nào? Thì rất là phải chung thủy. Cái đó thì chắc là mình được, mình rất là ổn. Chân thành và chung thủy thì mình có. Và biết quan tâm mấy con cái. Một câu thật ngọt ngào về tình yêu. Nhìn thẳng vào mắt nhau, nhìn thẳng vào mắt bạn gái. Nói một câu thật là ngọt ngào nào. Mình cũng bấm nút nha. Mình sẽ đem... Anh sẽ mang đến cho em những cái điều mà tốt nhất em sẽ mong em từng mong đợi. Nhỏ hơn ta tuổi mà kêu anh. Không sao anh. Nghĩ sao? Ví dụ như nhỏ hơn tuổi rồi kêu anh có gì không? Dạ không. Trong tình yêu đâu có quan niệm tuổi tác anh. Yêu là con trai là anh. Dạ đúng rồi. Nữ là em đúng không? Dạ. 5-6 tuổi, 10 tuổi cũng kêu bằng em hết. Dạ. Phải không? Dạ phải. Trời ơi, được. Bạn nữ sẽ hứa gì với bạn nam? Nếu như mà là một người bạn trai và một người chồng của em tương lai thì chắc chắn cái sự nỗ lực hết sức mình của em để đem lại hạnh phúc gia đình đó là điều em hứa. Rồi, hết giờ.
Đây, đặt tay vào nút nha, suy nghĩ rồi chúng ta quyết định xem có bấm nút hay không. Anh, nút đâu anh? Đấy. Em đếm hay anh đếm? À, tự đếm luôn đi. 1 2 3 Hết thời gian. Sao vậy bạn? Vì con gái khi mà lớn tuổi hơn thì cái mặt thường nó già hơn. Nhất là nếu sau khi mà sinh nở hay khi làm mẹ rồi thì nó lại càng già nữa. Như vậy nó rất là cọc cạch, khó mà có thể cân xứng khi đi cùng nhau. Anh nghĩ rằng cân xứng đấy chứ, một tuổi không là gì cả. Tại vì cái mặt của em bẩm sinh nó đã già hơn tuổi rồi. Anh rất bất ngờ về việc đó, bởi vì trong lúc nói chuyện với nhau, hai người cũng đã đồng quan điểm với nhau, rất là dễ thương. Em cũng rất là tiếc vì bạn Nam hôm nay với tính cách cũng như về công việc, về nghề nghiệp, về mọi thứ rất là hợp với em. Bạn có khó không khi mà suy nghĩ không bấm nút? Rất là khó. Thì cảm thấy rất là buồn vì khi nghe cái bức rèm thì với những gì bạn Nam thể hiện về quan điểm cũng như về cách sống và lối suy nghĩ rất là hợp với em. Bạn Nam cảm thấy như thế nào? Dạ, em cảm thấy thì chưa có đến duyên được với nhau thì làm bạn hay gì, không sao hết. Dạ. Biết đâu lại trên chương trình lại chưa được nhưng mà sau này lại được thì sao vậy? À, xin tặng gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Freelix. Cảm ơn chị. Chúc hai bạn sẽ có được nhiều niềm vui và sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Dạ.